Bọn họ Thiên Kình Điện đại bản doanh khoảng cách cái này Bắc Khâu phòng đấu giá không tính là gần, hơn nữa bọn họ Thiên Kình Điện cũng không có lớn, cỡ trung truyền tống trận, trong vòng một ngày muốn mau cho người tới đưa lên phẩm linh thạch, căn bản không có thể, thời gian không đủ. Hai cái phương pháp, hoặc là mượn, bằng chúng ta Thiên Kình Điện địa vị, ở nơi này địa phương tìm chút thế lực nhỏ mượn, cũng không thành vấn đề, có thể như vậy hơn phân nửa vậy góp không tới nhiều ít. Liễu Chính Thanh nói. Khác một loại phương pháp đâu? Lâm Vương hỏi, hắn cũng cảm thấy được không đáng tin cậy, trước không nói có cho mượn hay không đạt được, coi như có thể, vừa có thể mượn nhiều ít. Những thế lực nhỏ này có thể tích trữ không dưới nhiều ít thượng phẩm linh thạch. Khác một loại phương pháp chính là Bắc Khâu phòng đấu giá mình. Vậy Liễu Chính Thanh hé mắt, nói, bọn họ cố ý trễ như vậy mới tuyên bố tin tức này, phải dùng tới phẩm linh thạch tới đấu giá tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót. Cái này bên trong, nhất định là có cái gì mờ ám. Mờ ám, ngươi nói là, Lâm Vương con ngươi nhanh tránh, vậy là theo chân híp lại. Rất nhanh, Bắc Khâu phòng đấu giá lại truyền tới thứ nhất tin tức. Bọn họ nguyện ý tạm thời mướn ra sân, cung cấp tất cả vị khách mời nội bộ trước tổ chức một chàng trao đổi hội đấu giá. Tất cả nguyện ý tham gia chàng này nội bộ hội đấu giá người, vé vào sân cần một khối thượng phẩm linh thạch, một bản vào sân khoán có thể làm ba người vào sân. Này thì tin tức vừa ra, mọi người lại tao động. Thậm chí tức giận mắng. Cái này Bắc Khâu phòng đấu giá thật là quá tối đi. Chỉ là vé vào sân, thì phải một khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch à. Mà ở tin tức này bộc đi ra sau đó, vô luận là Thiên Kình Điện, Hạo Thiên Cung 2 năm thứ 5 đại học một trong những đại thế lực, hoặc giả là Huyết Ma Đao Tông, Hoa Thần Tông, Đồ Sộ Phiệt Kiếm Tông, Kinh Giao sẽ cùng lần cấp một thế lực, đều trầm mặc. Bất quá đang trầm mặc sau đó, bọn họ cũng cho ra câu trả lời giống nhau. Cái này nội bộ hội đấu giá phải đi. Một khối này thượng phẩm linh thạch, phải được cho. Bởi vì đây đối với muốn tranh đoạt tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, lại không chắc chắn, hoặc là không cầm ra đủ thượng phẩm linh thạch thế lực mà nói, cái này mặc dù là hắc lòng đổi trác. Nhưng cái này đối với trong đầu buông tha niệm tưởng, không nghĩ nữa tranh đoạt vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót. Trong tay lại có số lượng không thiếu thượng phẩm linh thạch thế lực mà nói, đây cũng là phát đại tài cơ hội. Bởi vì hôm nay trạng huống này, bọn họ hoàn toàn có thể trả giá, đem thượng phẩm linh thạch vốn là giá trị bay lên gấp mấy lần. Hơn nữa, những cái kia muốn cạnh tranh tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót thế lực còn không thể không mua, đây không phải là vui vẻ. Thượng phẩm linh thạch, nội bộ hội đấu giá. Trần Phi tự nhiên vậy bị Bắc Khâu phòng đấu giá thả ra tin tức này. Cái này làm hắn rơi vào trầm tư. Nói thật nói, cái gì đó tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, đối với hắn sức hấp dẫn cũng không lớn, có thể cái này nhiều thượng phẩm linh thạch nhưng cũng không giống nhau, hắn có rất nhiều bí kỹ, thủ đoạn đều đã có thể dùng, nhưng lại duy chỉ có thiếu cái này nhiều thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch chính là các thế lực lớn chiến lược tính vật liệu, trên thị trường lưu thông quá ít, hơn nữa Minh Thần Phủ hôm nay nội tình, tương đối hắn tầng thứ mà nói, vậy vẫn là quá yếu. Cho nên liền tay hắn bên trong thật ra thì vậy ít một chút thượng phẩm linh thạch. Mà bây giờ cái này nội bộ hội đấu giá, tựa hồ là cho hắn một cái cơ hội. Cái này nội bộ hội đấu giá nhất định phải đi xem. Rất nhanh, Trần Phi hạ quyết tâm, nhất định phải đi cái này nội bộ hội đấu giá xem, hơn nữa còn phải tận lực thu nhiều tập hợp một ít thượng phẩm linh thạch trở về. Như vậy, cho dù không có vậy Kim Luân Vương trợ giúp, hắn vậy có nắm chắc làm cái gì đó kình thương chiến vương uống một bầu. Cái này nhiều thượng phẩm linh thạch, có thể chế tạo ra có khả năng, nhưng mà rất kinh người. Là đêm, nội bộ hội đấu giá ở Bắc Khâu phòng đấu giá cử hành. Trần Phi cũng là đến nơi này. Bởi vì lần này trước thời hạn nội bộ hội đấu giá nhằm vào tính không cùng, cho nên tối nay đến sân người, các thế lực lớn cũng không có nhiều ít, nhưng là, những người này, những thế lực này hàm kim lượng nhưng 10 phần. Ta muốn một bản vào sân khoán. Một vị người mặc vào màu xám bạc hồng văn khôi giáp tóc trắng nam tử lẳng lặng nói, ở sau lưng hắn, đứng hai cái như bóng với hình vậy tu sĩ, cho người cảm giác giống như là ác mộng vậy, hết sức đáng sợ. Mau xem, đó là Huyết Ma Đao Tông 21 yêu đao một trong Vô Ảnh Đao, Đoạn Thiên Giác. Trong đám người truyền tới tiếng kinh hô, kiêng kỵ nói. Huyết Ma Đao Tông 21 yêu đao. Chính là Huyết Ma Đao Tông đại thiên vị tầng thứ cường hãn nhất 21 người. Mà đây Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác thực lực, ít nhất là cái này 21 yêu đao chính giữa trước 3, thực lực rất khủng bố,
không kém tại trước Trần Phi thấy qua tên chữ Kình Thương Môn Lạc Thu Bạch. Lại một lát sau, hai vị người khoác trước in hướng Nhật Dương Tốn Hoa Thần Tông bào bà lão mặt không cảm giác đi tới. Chúng ta muốn một bản vào sân khoán. Nói chuyện chính là Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn, đưa tay ra lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Bọn họ Hoa Thần Tông đại bản doanh mặc dù cách cái này Bắc Khâu phòng đấu giá không bao xa, để cho người đưa tới, hẳn có thể gặp phải thời gian, có thể vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn phải tới. T, là Hoa Thần Tông Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn, cùng với Hoa Tôn Tiêu Sắc. Ban đầu Hoa Tôn Tiêu Sắc đại nhân nhưng mà đứng một đầu đại thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương. Mọi người lại là một hồi xôn xao. Hoa Thần Tông thực lực rất mạnh, mạnh đến không người nào có thể khinh thường. Là nàng. Mà lúc này Trần Phi cũng ở tại chỗ. Làm hắn gặp được vậy Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn bổn tôn, cơ hồ là thời gian đầu tiên, hắn liền đem hắn nhận ra được. Ban đầu, chính là cái này Cửu Hoang Xà Bà đem hắn đạo lữ Bùi Huyền Tình mang đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng, có chút âm trầm. Ừ, vậy Cửu Hoang Xà Bà giống như là cảm giác được cái gì, giống như là cái này Trần Phi xem ra, chợt chân mày hơi nhíu. Người này là ai, thật giống như rất quen mặt dáng vẻ, nhưng mà, làm sao không nhớ nổi. Ban đầu, gặp qua Trần Phi mặt là nàng phân thân, mà không phải là nàng cái này bổn tôn, tự nhiên cũng sẽ không đối với Trần Phi dung mạo lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Cho nên nàng bây giờ không nhận ra Trần Phi tới, không kỳ quái. Thế nào sao, cảm nhận được Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn khác thường, vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc khẽ cau mày, nói. Thôi, không việc gì. Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn trầm mặc một chút, vẫn lắc đầu một cái, trước tiến lên đón Trần Phi cặp mắt thời điểm, nàng có thể cảm nhận được vậy đối phương tâm trạng lạnh lùng, vẻ bất thiện, bất quá, cái này tựa hồ lại là cảm giác, hơn nữa nàng cảm thấy nàng căn bản cũng không biết Trần Phi, cũng không có để ở trong lòng. Đi theo, hắn liền cùng Hoa Tôn Tiêu Sắc tiến vào bên trong phòng đấu giá. Trần Phi tại chỗ dừng một chút, cái này mới đi lên trước đi. Chuẩn bị vậy mua một tràng vào sân khoán đi vào. Nhưng ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc mà thanh âm quen thuộc. Trần Phi. Trần Phi nghe được dưới thanh âm ý thức đưa mắt rời về phía thanh âm nguồn chỗ. Chỉ gặp ở sau lưng hắn, Liễu Chính Thanh đang kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Liễu Chính Thanh còn đạt tới đại thiên vị tầng thứ tột cùng, toát ra không nhỏ uy áp khí thế, rất lợi hại, mà ở hắn bên cạnh vậy thiên kình điện luật hình đường thủ tọa Lâm Vương. Thì rõ ràng càng thực lực dọa người, cường hãn rất nhiều. Huyền thiên vị vương giả. Trần Phi trong lòng đã có định số. Lúc này, Liễu Chính Thanh bên cạnh lão kia người tuyệt đối là huyền thiên vị vương giả nhân vật, bất quá, thực lực lại tựa hồ như so với là phổ thông, không rất lợi hại cảm giác, và dáng vẻ. Làm sao, đang thanh ngươi và hắn biết, Lâm Vương gặp Trần Phi lại dám dùng quan sát ánh mắt xem mình, không khỏi khẽ nhíu mày một cái, hỏi. Ngươi quên ta trước và ngươi nói ân nhân cứu mạng, chính là hắn, Trần Phi, nếu như không phải là hắn mà nói, ta bây giờ sợ rằng cũng còn là cô hồn dã quỷ một cái, chọn đời thoát thân không được. Nghe gặp Liễu Chính Thanh mà nói, Lâm Vương không khỏi nhìn nhiều Trần Phi mấy lần, thần sắc đẹp mắt mấy phần, nhàn nhạt nói, nguyên lai là hắn à? Ừ, chính là hắn, Liễu Chính Thanh gật đầu một cái, hướng Trần Phi giới thiệu, đây chính là ta trước và ngươi đề cập tới Thiên Kình Điện Cố Giao. Mọi người cũng gọi hắn Lâm Vương. Gặp qua Lâm Vương tiền bối, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vẫn là hướng Lâm Vương hơi cung kính khom người, nói. Ừ, Lâm Vương gật đầu một cái, nói, nếu ngươi là đang thanh ân nhân cứu mạng, vậy chính là người mình, không cần quá cẩn trọng. Nhìn dáng dấp ngươi cũng là tới tham gia hội đấu giá đi, không bằng và chúng ta cùng nhau như thế nào. Trần Phi lai lịch, thực lực cái gì, hắn cũng không biết, vậy không cảm giác được. Bất quá hắn chỉ cho rằng Trần Phi cảnh giới tu vi rất lơ là bình thường, không dẫn nổi hắn chú ý, đây cũng là rất giải thích hợp lý. Mà bây giờ Trần Phi có thể tới nơi này, rõ ràng cho thấy vì tham gia nội bộ hội đấu giá, bất quá, hẳn là xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Nếu Trần Phi là Liễu Chính Thanh ân nhân cứu mạng, vậy hắn vậy không ngại, đỡ Trần Phi một cái, mang hắn, gặp cảnh đời. Nói tóm lại, hắn cũng coi là cho liền một ít tốt bụng. Đúng vậy, quang ở nơi này bên ngoài xem có thể không có ý gì, vừa vặn một chàng vào sân khoán có thể để cho ba người đi vào. Người cùng chúng ta đi một lần chứ? Vậy Liễu Chính Thanh cũng nói.
Hắn thật ra thì cũng không nghi ngờ Trần Phi có thể lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, chẳng qua là, Trần Phi đến bây giờ đều còn ở cái này bên ngoài, chưa đi đến đi, chỉ sợ là có chút bỏ không được, cảm giác không đáng giá được, nhức nhối, đã như vậy, hắn dứt khoát làm một thuận nước dong thuyền tốt lắm. Đã như vậy, vậy thì đa tạ Lâm Vương tiền bối, còn có Liễu tiền bối. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng. Tới một cái Liễu Chính Thanh nhiệt tình muốn đặt hắn không tiện cự tuyệt, thứ hai hắn một người cùng những đại thế lực kia tranh, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có chút phiền toái, hắn mặc dù không sợ, nhưng có thể thiếu một chút phiền toái, có người giúp hắn làm ngăn cản gió bài, vậy coi là không tệ sự việc. Giao giao, là Hạo Thiên Cung người tới, tê, tốt khí thế đáng sợ. Vậy hẳn là Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương chứ? Đây là, đám người truyền tới một hồi xôn xao. Tựa hồ lại có nhân vật lớn tới. Kim Luân Vương, mà nghe được mọi người xôn xao truyền tới thanh âm, vô luận là Trần Phi, hay hoặc là Lâm Vương, Liễu Chính Thanh cùng ánh mắt ngưng ngưng, quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp vậy phòng đấu giá lối vào, lúc này đang có đoàn người đã đi vào rồi. Người cầm đầu là một tóc ngắn đầu đinh sát, ưng cố lang mầu 40-50 tuổi người trung niên, ánh mắt cực kỳ sắc bén, dung mạo cho người cảm giác vô cùng hung hãn. Khóe mắt bên cạnh có một cái nho nhỏ vết sẹo, giống như là con rít, người mặc vàng bạc khảm nạm khôi giáp, sau lưng cõng một vòng hơi thở kinh khủng vàng bánh xe, từng cây một trông sen kẽ đi ra, hết sức dữ tợn, cho người cảm giác vô cùng đáng sợ. Cả người như nhũn ra. Hạ phẩm linh khí, trông vàng bánh xe, cặp mắt nhìn chằm chằm vậy ưng cố lang mâu người sau lưng vàng bánh xe, Lâm Vương hai tròng mắt hơi híp lẩm bẩm một tiếng, chợt mới chậm rãi đi lên phía trước. Loãng cười nói Kim Luân Vương ngươi cũng tới. Thật là đã lâu không gặp. Nguyên lai vậy ưng cố lang mâu người chính là Hạo Thiên Cung tiếng tăm lừng lẫy huyền thiên vị vương giả một trong, Kim Luân Vương. Nguyên lai là Lâm Vương, đúng vậy, đã lâu không gặp. Nhìn dáng dấp các người thiên kình điện vậy là hướng về phía vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót tới. Kim Luân Vương vừa thấy là giống vậy năm một trong những đại thế lực, thiên kình điện Lâm Vương hướng hắn chào hỏi, cũng là buông xuống chút kiêu ngạo. Cười nói. Thành tựu Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực nửa đoạn sau cao cấp nhất năm một trong những đại thế lực, trong mắt bọn họ, từ trước đến giờ cũng chỉ có cùng tầng thứ năm một trong những đại thế lực, mới có thể nhập pháp nhãn bọn họ, có thể bị bọn họ trịnh trọng mà đợi. Những thứ khác, cho dù là vậy Hoa Thần Tông, Huyết Ma Đao Tông, Hạo Biển Tông đợi đợi một chút, ở trong mắt bọn họ cũng còn là kém cỏi một ít, giống như đứa bé vậy, không để được trịnh trọng tâm tư. Tự nhiên. Tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót ai không muốn, coi như là không lành lặn một nửa, cũng có thể ít nhất phát huy ra nguyên vẹn hình thái 30% uy lực, nếu như nguyên vẹn độ cao hơn, uy lực kia còn biết hơn nữa kinh người. Lâm Vương khẽ cười nói, lại mở miệng, hơn nữa ta nghe nói, lần này Bắc Khâu phòng đấu giá lấy ra cái này tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, nguyên vẹn độ ít nhất là 70% trở lên. Nói cách khác, nó uy lực, có thể đạt tới nguyên vẹn hình thái một nửa. 70% trở lên nguyên vẹn độ. Vậy Kim Luân Vương cặp mắt híp một cái, chợt cười lên, nói, xem ra chúng ta lại được đổ máu một lần. Lần này, ai có thể bắt được vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, trên tay thượng phẩm linh thạch gặp thật chiêu đi. Tự nhiên, ha ha, Lâm Vương nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người rời đi, mua một bản vé vào sân tiến vào hội đấu giá hội trường. Mà khi tiến vào hội đấu giá hội trường trước, Trần Phi chính là âm thầm quan sát vậy Kim Luân Vương một chút. Rất lợi hại, cái này Kim Luân Vương ít nhất là Hạo Biển Tông Nộ Hùng Vương vậy tầng thứ nhân vật, chính là không biết, so sánh vậy nắm trong tay tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót kình thương chiến vương, sẽ như thế nào đây? Bắc Khâu phòng đấu giá nội bộ thật rất lớn, giống như là một cái bị phóng đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần sân bóng rổ. Bất quá bởi vì tối nay cái này nội bộ hội đấu giá có chút đặc thù, ngưỡng cửa cao. Số người thiếu, cho nên cũng không có hạn chế cấm vận khổng lồ như vậy khu vực, chẳng qua là mở ra nhất đến gần đài đấu giá một bộ phận kia. Mà lúc này, có hứng thú tham gia chàng này nội bộ hội đấu giá thế lực, trên căn bản đều đã đến. Trần Phi, Lâm Vương bọn họ vị trí là ở lầu 2, khách quý phủ không gác lửng. Đây là đại thế lực đặc quyền. Đến khi Trần Phi bọn họ ở khách quý phủ không gác lửng sau khi ngồi xuống. Gác lửng bên trong phòng đấu giá nhân viên phục vụ lập tức lấy ra từng tờ một tờ giấy, giao cho Trần Phi, Lâm Vương, Liễu Chính Thanh ba người bên trong. Ba vị đại nhân, tối nay cái này buổi đấu giá phân là hai cái giai đoạn thứ nhất,
là do chúng ta Bắc Khâu phòng đấu giá chủ trì, đem nguyện ý cung cấp thượng phẩm linh thạch tiến hành bán đấu giá thế lực, ẩn danh đấu giá bọn họ thượng phẩm linh thạch. Giai đoạn thứ hai chính là ngược lại, nếu như tất cả vị đại nhân còn cảm thấy thượng phẩm linh thạch không đủ, có thể lấy ra muốn bán đấu giá vật phẩm, giao cho chúng ta thay thế đấu giá, tiền phí tổn là giá cả đấu giá 5%. Nghe được vậy, nhân viên phục vụ giải thích đấu giá lưu trình, Lâm Vương, Liễu Chính Thanh đều là chân mày hơi nhíu một chút. Tràng thứ nhất khá tốt, trận thứ hai đây quả thực là quang minh chánh đại dược tiền hành vi. Giá cả đấu giá 5%. Tối nay bọn họ vốn là làm xong bị người trả giá, lường gạt chuẩn bị, nhưng bây giờ Bắc Khâu phòng đấu giá còn tới như thế một tay, thật là quá phận. Phòng đấu giá này là ăn đúng các thế lực lớn muốn có được vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót quyết tâm, muốn lớn kiếm một món tiền lớn à. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Hôm nay buổi đấu giá này quy củ, đã là Tư Mã Chiêu Tâm người đi đường đều biết. Chính là muốn đòi hỏi nhiều, thật tốt kiếm một món tiền lớn. Thậm chí nói không chừng, tối nay buổi đấu giá này chính giữa có chút thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ sẽ là cái này Bắc Khâu phòng đấu giá mình cung cấp, sau đó chuyển tay trở lại bọn họ eo túi, thật to gặm một cái giá chênh lệch. Không hổ là làm ăn, lợi hại, đủ hắc. Ngay tại Trần Phi các người vào ngồi vậy lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng sau đó, rất nhanh, trước đây chiêm nội bộ hội đấu giá cũng là chính thức bắt đầu. Chỉ gặp vậy phòng đấu giá chính giữa nhất trên đài cao đi ra ba người. Trong đó hai vị là thân cái cao gầy, mạo mỹ như tuổi xuân nữ tu sĩ, một người khác chính là vị cả người hơi thở bất phàm cười híp mắt ông già, rõ ràng cho thấy người chủ trì. Làm cái này ba người xuất hiện ở vậy phòng đấu giá trung ương nhất trên đài cao sau đó, nhất thời tất cả mọi người đều đổi được yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này nội bộ hội đấu giá, bắt đầu. Đầu tiên trước đa tạ các vị có thể nể mặt tới tham gia lần hội đấu giá này, thứ nhì. Tiểu lão nhi cho thu, thêm là Bắc Khâu hội đấu giá hoàng kim cấp đấu giá sư, hôm nay cái này buổi đấu giá, liền do ta tới là các vị chủ trì. Mong rằng các vị không nên chê, ha ha. Vậy cười híp mắt ông già nhẹ giọng nói, thanh âm nhưng giống như là rõ ràng xuất hiện ở mọi người bên tai, nhất là vậy, hoàng kim cấp hội đấu giá, vừa ra miệng, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, chợt ánh mắt ngưng đứng lên. Bắc Khâu phòng đấu giá hoàng kim cấp đấu giá sư. Đây chính là bên trong phòng đấu giá bộ nhân vật cao tầng. Toàn bộ Bắc Khâu phòng đấu giá, người như vậy sợ rằng cũng còn không có 10, hôm nay lại có một cái tự mình hiện thân tới chủ trì cái này buổi đấu giá, đủ để gặp được Bắc Khâu phòng đấu giá coi trọng. Rất nhanh, vật đấu giá đầu tiên liền bị vóc người thướt tha, mạo mỹ như tuổi xuân nữ tu sĩ bưng, cầm lên nhà đấu giá. Linh khí nồng nặc nhào tới, cho dù là cách màu đỏ rực rỡ mạt, mọi người vậy ngay tức thì là rõ ràng cảm nhận được. Vậy tuổi xuân nữ tu sĩ vật trong tay. Thượng phẩm linh thạch. Bá. Chỉ gặp vậy một vị trong đó tuổi xuân nữ tu sĩ trực tiếp là đem vậy bưng trên khay, che ở phía trên màu đỏ rực rỡ mà cầm tới. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị vậy cảnh tượng hấp dẫn. Thượng phẩm linh thạch. Dòng dã 30 viên thượng phẩm linh thạch. Vậy lóng lánh nồng nặc sáng bóng thượng phẩm linh thạch, ở trong mắt mọi người giống như là từng ngọn núi vàng. Làm người ta chịu không nổi nuốt nước miếng, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tham lam. Đáng tiếc, như vậy tham lam bọn họ cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Thật nếu là có người dám ở nơi này động thủ, sợ rằng, lập tức thì biết thành là đối tượng đả kích. Chư vị, bây giờ vật đấu giá đầu tiên mọi người hẳn đều đã gặp được. Không sai, vật đấu giá đầu tiên chính là cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch, mà căn cứ đấu giá người yêu cầu. Cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch thấp nhất yêu cầu là muốn đổi lấy 5 viên cấp thấp phương đan, hoặc là một viên cấp thấp cao cấp vạn đan. Trên đài, vậy đấu giá ông già mới vừa mở miệng, cố ý đổ muốn cạnh tranh cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch thế lực lập tức mắng nương đứng lên. Bởi vì đây không khỏi vậy quá tối chứ. Một viên phổ thông cấp thấp giá trị ít nhất là ở 15 triệu hạ phẩm linh thạch, thậm chí 20 triệu bây giờ. Huống chi vậy cấp thấp đỉnh cấp. Không cái 100 triệu hạ phẩm linh thạch kia mua được. Vậy đấu giá người có phải điên rồi hay không, muốn linh thạch muốn điên rồi. Không tệ, cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch giá trị nhiều nhất là ở 40 triệu hạ phẩm linh thạch, hoặc là 50 triệu. Hắn đây quả thực muốn tăng gấp đôi hại người, điên rồi sao? Ví dụ như loại này than khổ, mắng nương tiếng không ngừng truyền tới, có thể vậy trên đài đấu giá ông già vẫn như cũ là cười híp mắt, không nhanh không chậm. Vững như Thái Sơn.
Tuy nói bọn họ bây giờ cái này giá khởi đầu đích xác là ngoại hạng, nhưng là, bọn họ nhưng ăn đúng các thế lực lớn cho dù là biết bị hắc, khá vậy vẫn sẽ nhắm mắt, nắm lỗ mũi, hướng bộ bên trong chui. Dẫu sao, ai có thể ngăn cản tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót cám dỗ? Vậy cơ bản là không thể nào. Mà sự thật cũng đích xác là như bọn họ suy nghĩ. Rất nhanh, từng đạo cắn răng nghiến lợi, mang tức giận tiếng đấu giá, liền là theo chân vang lên. 5 viên cấp thấp phương đan. 5 viên cấp thấp phương đan, thêm 500.000 hạ phẩm linh thạch. 5 viên cấp thấp phương đan, thêm 1 triệu. Nhất thời toàn bộ bên trong hội trường khắp nơi đều là kêu giá người thanh âm, giá cả cũng là ổn định tăng vọt, thoáng qua gian đã đột phá 6 viên cấp thấp phương đan. Nếu đổi lại là hạ phẩm linh thạch, cái này ít nhất chính là 7-80 triệu, đến 120 triệu, đối với tầm thường thế lực nhỏ cũng là thật rất lớn một khoản chi tiêu. Mà bây giờ, cái này nhưng chỉ là bắt đầu. 30 viên thượng phẩm linh thạch, mà lúc này Trần Phi nhìn vậy trên đài 30 viên thượng phẩm linh thạch, hơi có chút nhíu mày. Không phải hắn cảm thấy bây giờ cái này tăng vọt đấu giá giá cả quá cao, mà là hắn cảm thấy, cái này thượng phẩm linh thạch số lượng quá ít, mới 30 viên, có ích lợi gì? Phải biết tay hắn bên trong, có thể bị dùng để đối phó có quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật người thủ đoạn, cần tiêu hao thượng phẩm linh thạch số lượng. Vậy ít nhất là đếm hơn 100.000 tới đếm hết. Nếu không, lợi hại như vậy huyền thiên vị vương giả, há lại là như vậy dễ dàng có thể đối phó. Được rồi, chân con mũi chân cũng là thịt, tạm đi. Trần Phi vừa định muốn đấu giá, đột nhiên liền gặp bên cạnh Lâm Vương lên tiếng. 8 viên cấp thấp phương đan. Nhất thời toàn trường yên tĩnh lại, cũng từng cái nhìn về lầu 2 phòng riêng. Nếu như không phải là rõ ràng mới có thể có tư cách đi lầu 2 khách quý phủ không lầu các người, vậy cũng là có thân phận, có bối cảnh, có lai lịch người. Như vậy, chỉ là một tầng phòng khách nơi quăng tới ánh mắt là có thể đem Lâm Vương bọn họ cho đâm xuyên. Lần gần chết. Mụ, đây chính là cấp thấp à, còn ước chừng 8 viên, còn như thế phá của sao? Có thể bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường, lại nơi nào có thể hiểu tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót. Đối với đại thế lực giá trị. Vậy chờ bảo bối, là có thể tạo ra được hơn xa tại cùng cấp, thậm chí có chém chết lực huyền thiên vị cao cấp nhân vật. Thứ đại nhân vật này giá trị con người trị giá nhiều ít. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là vượt xa cái này cái gì cấp thấp quá nhiều quá nhiều. Vậy vì vậy, cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch đấu giá giá cả cho dù là tăng vọt tới 8 viên cấp thấp phương đan, những người còn lại vậy còn chưa nguyện buông tay. Muốn thu nhiều tập hợp một ít thượng phẩm linh thạch là một ít, để ngừa vạn nhất. 8 viên cấp thấp phương đan, cộng thêm 300 hạ phẩm linh thạch. Huyết ma đao tông, phổ ảnh đao, đoạn thiên giác mặt lạnh đấu giá nói. 9 giờ học cấp thấp phương đan, trăm tông tôn tiêu sắc cao mày, kêu giá nói. 10 viên, Lâm Vương lại lần nữa kêu giá. Làm tất cả mọi người đều tạm thời ngậm miệng, 10 viên cấp thấp à. Đổi thành hạ phẩm linh thạch đó chính là 200 triệu trên dưới, đây không khỏi vậy quá kinh người đi. 12 viên. Đây là, mọi người quen thuộc mà xa lạ thanh âm vang lên, trực tiếp là làm tất cả mọi người đều ngậm miệng. 12 viên cấp thấp phương đan. Đây là đang nằm mơ chứ? Điên rồi sao? Như vậy điên cuồng giá cả, trực tiếp là làm hiện trường tu sĩ đều trợn tròn mắt. Đấu giá người hẳn là Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, ta nhận được hắn thanh âm. Có người nhỏ giọng nói, Kim Luân Vương, thì ra là như vậy, trách không được, nguyên lai đây mới là cao cấp đại thế lực chân chính nội tình, quá xa xỉ quá có tiền. Và bọn họ so với, mình những tiểu nhân vật này kinh tế đơn giản là khác biệt một trời. Lâm Vương, nếu như tăng giá nữa đấu giá cái này 30 viên thượng phẩm linh thạch, liền quá thua thiệt. Phía sau hẳn còn có số lượng không ít thượng phẩm linh thạch, nếu không, được rồi. Lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Liễu Chính Thanh hướng Lâm Vương đề nghị. Ừ, được rồi, Lâm Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Cái giá này đúng là thực quá ngoại hạng, tuy nói hắn không thèm để ý, nhưng là, hắn vậy không phải như vậy ngu người tiêu tiền như rác à. Liền Lâm Vương vị này thiên kình điện huyền thiên vị vương giả như vậy cũng buông tha, những người khác tự nhiên cũng giống như vậy. 12 viên cấp thấp cái giá này thật sự là quá ngoại hạng, cho nên, vẫn là được rồi. Ha ha, thấy tình cảnh này, vậy khác một tòa lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong Kim Luân Vương nhẹ giọng cười một tiếng,
nói các hạ còn không rơi nện sao? Tự nhiên muốn rơi, vậy trên đài đấu giá sư cho Thu híp mắt cười một tiếng, bắt đầu lần đầu tiên nhắc nhở kêu giá. 12 viên cấp thấp lần đầu tiên. 12 viên cấp thấp thứ hai. Tất cả mọi người đều chuẩn bị buông tha, chờ lần kế thượng phẩm linh thạch xuất hiện, nhưng ngay vào lúc này, lại có người mở miệng kêu giá. 13 viên cấp thấp vương đan. Rào rào. Này giá cả vừa ra, tất cả mọi người gần như xôn xao. Mỗi một người đều hướng Thiên Kình Điện Lâm Vương chỗ ở lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng nhìn lại. 13 viên cấp thấp vương đan. Cái này Thiên Kình Điện còn như liều mạng như vậy sao? Vậy Kim Luân Vương cũng là ngây ngẩn, cặp mắt lóe lên không nhịn được vẻ, lẩm bẩm nói. Hắn vốn định cầm đan dược đập một chút, dẫu sao bọn họ Hạo Thiên Cung Vương cấp luyện đan sư không thiếu, cái này cấp thấp ở bên ngoài có lẽ rất hiếm hoi, nhưng ở bọn họ Hạo Thiên Cung nội, vẫn là không có như vậy quý trọng. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới vậy Thiên Kình Điện Lâm Vương lại có thể như thế tàn nhẫn. Cũng 12 viên cấp thấp, lại còn nguyện ý tiếp tục theo. Nhưng mà hắn nhưng nơi nào biết, cái giá này căn bản cũng không phải là Lâm Vương kêu, mà là. Lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Liễu Chính Thanh còn có Lâm Vương cũng kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần Phi ngươi làm sao? Liễu Chính Thanh kinh ngạc vô cùng nhìn lúc này đang an như vậy như thường Trần Phi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là thật. Thậm chí hắn còn cảm thấy, Trần Phi cái giá này có phải hay không kêu sai rồi. Người mơ hồ. Nhưng mà người tu chân kia như thế dễ dàng mơ hồ. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, nói cách khác, bây giờ trạng huống này là thật, kế Kim Luân Vương sau đó, Trần Phi lại hô lên liền 13 viên cấp thấp giá trên trời, đấu giá vậy 30 viên thượng phẩm linh thạch. Tiền bối yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Chờ lát nữa ta sẽ đơn độc đi trả tiền đan dược, không cần các người bận tâm. Trần Phi cười nói, hướng vậy bên trong phòng đấu giá nhìn lại, lúc này, đã không có người sẽ cùng hắn đấu giá. 13 viên cấp thấp một lần. 13 viên cấp thấp hai lần. 13 viên cấp thấp lần 3. Phịch. Đấu giá sư cho Thu rơi nện. Để cho chúng ta chúc mừng vị này 10 khách quý số 1 gác lửng bên trong quý khách thu được cái này 30 khối thượng phẩm linh thạch. Lúc này, may là vậy Bắc Khâu phòng đấu giá hoàng kim cấp đấu giá sư cũng là vô cùng kích động. Đây mới là hội đấu giá kiện thứ nhất thượng phẩm linh thạch, là có thể bán ra tốt như vậy giá trên trời, phía sau nhất định sẽ bán càng lửa, lại là giá trên trời. Đến lúc đó, bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá nhất định sẽ được lợi lật. Chỉ chốc lát sau, Bắc Khâu phòng đấu giá người cầm 30 khối hạ phẩm linh thạch đi tới gác lửng bên trong. Trần Phi tiện tay lấy ra 13 viên cấp thấp đưa cho đối phương, vậy 30 viên thượng phẩm linh thạch, chính là tới tay. Tuy nói 30 viên thượng phẩm linh thạch, xa không đáng giá 13 viên cấp thấp nhiều như vậy, nhưng mà, Trần Phi là ai? Cấp thấp đối với hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn là đậu giống vậy đồ, tiện tay nhắm mắt lại luyện đan, cũng có thể luyện ra một đống lớn. Vậy đơn giản là muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhiều đến có thể tùy tiện tự do phóng khoáng. Hắn lại có thể thật có nhiều như vậy cấp thấp phương đan. Mà ở thấy Trần Phi lại thật lấy ra nhiều như vậy cấp thấp phương đan. Vô luận là Liễu Chính Thanh, hay hoặc là Lâm Vương, đều cảm thấy không nhỏ bất ngờ. Lâm Vương ở trong lòng lẩm bẩm nói, trong lòng đối với Trần Phi đánh giá, đột nhiên lập tức tăng lên không thiếu tiết. Sau đó hội đấu giá vật phẩm là một kiện món bán ra. Đều là thượng phẩm linh thạch, nhưng số lượng quá ít, hoặc là 5 khối, hoặc là 10 khối, hoặc là 20 khối. Tóm lại vậy số lượng ít đến thật là Trần Phi khó mà đưa tới hứng thú. Còn như phương diện giá tiền, ít như vậy thượng phẩm linh thạch, cũng là quá khó khăn lấy hình thành kết quả, đưa đến các thế lực lớn cũng là ít hứng thú, ít có người ra tay. Bọn họ mặc dù nhưng thượng phẩm linh thạch, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế thiếu, bị người làm người tiêu tiền như rác à. Sốt cuộc, mười mấy bánh xe sau đó, vậy đấu giá ông già cho Thu hơi híp mắt cười một tiếng, là nói ra làm người ta ánh mắt đông lại một cái nói. Tốt lắm, các vị đạo hữu. Trước kia dư nhiệt cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ sẽ để cho chúng ta bước vào chính đề đi. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng hắn trực tiếp là đi tới 10 tên cô gái trẻ, các nàng không người trong tay bưng một mặt mâm, đang đắp màu đỏ rực rỡ mạt, trong đó tràn ngập làm người ta tim đập rộn lên dâng trào linh khí. Đậm đà tới cực điểm. Đây là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Vậy đấu giá sư ông già chẳng qua là vừa mở miệng,
liền làm vậy bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người xôn xao. Một ngàn khối thượng phẩm linh thạch, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vậy đây chính là một tỷ hạ phẩm linh thạch. Đâu chỉ, cùng nhau vừa ý phẩm linh thạch, hắn giá trị ít nhất là muốn đến gần 2 tỷ hạ phẩm linh thạch. Tay này bút đơn giản là lớn kinh người à. Không biết ai như thế có tiền, lại cầm cho ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch tới bán. Điên rồi. Tất cả mọi người đều bị trước mắt tràng diện này gây kinh hãi. Dẫu sao đây chính là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch à. Đổi coi là thành hạ phẩm linh thạch đều phải 2 tỷ dưới núi. Không biết là ai lại có thể số tiền lớn như vậy, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Coi như là chúng ta kinh giao sẽ muốn lấy ra, vậy được móc sạch một số của cải. Lầu 2 một tòa khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong kinh giao sẽ đại lão chắc lưỡi hít hà nói. Bọn họ kinh giao sẽ không tính là yếu đi, có thể tay này bút, vậy hay là đem bọn họ cho chấn sững sốt một chút sững sờ. 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, nếu để cho bọn họ một lần lấy ra, bọn họ chỉ sợ cũng là không lấy ra được. Cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch chúng ta thần tông nhất định phải bắt lại. Đến lúc đó, đấu giá cửa kia quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật linh thạch, liền cũng đủ rồi. Khác một tòa khách quý phù không gác lửng bên trong, thần tông Tôn Tiêu sắc kích động nói. Tuy nói vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật giá trị xa ở nơi này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch trên, bất quá bây giờ bọn họ cũng thiếu thượng phẩm linh thạch, cho nên nói không chừng, cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch thì biết thành là thắng lợi cuối cùng thiên cân. Một cây rơm giả. Hơn nữa, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch vậy không ít, vậy hoàn toàn đủ dùng. Trừ vậy thần tông ra, còn sót lại tỷ như Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác, Thiên Kình Điện Lâm Vương đợi một chút, lúc này đều là kích động đứng lên. Lúc này mới giống nói, có cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, tối mai đấu giá vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật hẳn liền xong hết rồi. Cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, chúng ta nhất định phải bắt lại. Lâm Vương ánh mắt ngưng, nghiêm túc nói. Ha ha, vậy hội đấu giá ông già thấy mọi người phản ứng kích động như vậy, không khỏi nhỏ cười lên. Nói cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch mọi người vậy gặp được. Tin tưởng mọi người vậy chuẩn bị kỹ càng, vậy ta cũng không nói nhảm, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, phân là 5 trận tới quay bán, giá thấp là 400 triệu hạ phẩm linh thạch, hoặc là cùng giá trị đan dược, linh khí, bùa chú đều có thể, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Rào, cái giá này, mọi người lại là một hồi mắng nương, bởi vì thật là quá tối. Cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch phân là 5 trận tới quay bán, lên vùn vụt giá cả không nói, chỉ là cái này giá thấp, đây cũng là bình thường 1.000 khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi lại cao nhất. Mà bây giờ, nhưng chỉ là bắt đầu, đây quả thực quá tối. 400 triệu hạ phẩm linh thạch, được rồi, vậy liền bắt đầu đi, ta ra 400 triệu 10 triệu hạ phẩm linh thạch. 400 triệu 20 triệu. 400 triệu 50 triệu. Chẳng qua là trong nháy mắt. Cái giá này giống như là điên rồi. Mấy chục triệu tăng trưởng, để cho người xem kịch mặt cũng liếc, bị sợ được. Cũng để cho những thứ này thượng phẩm linh thạch đấu giá người ánh mắt đều cười lên, giống như là ăn vào thiên đại tiện nghi, nhặt vàng. Bắc Khâu phòng đấu giá phía sau đài, một vị dâu muối tiêu ông già thấy một màn này trực tiếp là kích động cười hợp không khép ánh mắt, hướng bên cạnh một người trung niên người lớn tiếng cười nói. Tần Thái, ngươi lần này nhưng mà lập được công lớn. Cái này thượng phẩm linh thạch qua lại một chuyển, chúng ta ít nhất có thể được lợi đến gần gấp đôi lời. Ngươi yên tâm, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cho trụ sở chính ngươi bày mưu tính kế, đến lúc đó, ngươi chỉ cần chờ lãnh công, lãnh thưởng là tốt. Trung niên kia người mặc vào màu vàng hoa phục, mắt to mày rậm, nhìn như rất đoan chính một người, ở trong mắt lại cất giấu một tia xảo quyệt. Làm người ta khó lòng phòng bị cái loại đó. Lúc này, hắn nghe vậy cũng là kích động cười lên. Nói, đa tạ hội trưởng đại nhân. Nguyên lai vậy dâu muối tiêu ông già, chính là cái này Bắc Khâu phòng đấu giá chú kiềm nam cổ quốc phân hội hội trưởng. Mà hắn Tần Thái, chính là cái này phân hội hội trưởng cao tầng một trong. Thân phận, thực lực đều không yếu. Không cần cảm ơn ta, nếu không phải ngươi kế giỏi, chúng ta phân hội lần này vậy không kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa, bọn họ mục đích đều là vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật. Cho nên đến lúc đó những thứ này thượng phẩm linh thạch cũng vẫn là sẽ trở lại. Linh thạch sinh linh thạch, đây mới là chúng ta làm ăn người cảnh giới tối cao, không tệ, ha ha,
ha ha ha. Vậy phân hội hội trưởng mặt mũi hồng hào, cười lớn. Nguyên lai đúng như Liễu Chính Thanh đoán như nhau, bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá sở dĩ sẽ đấu giá môn này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, chính là bởi vì bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá nhưng thượng phẩm linh thạch. Bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá chỗ ở cổ quốc, hiện thế liền một tòa vật liệu rất phong phú bí cảnh, tất cả mọi người đều điên rồi. Hướng vậy bí cảnh xuất phát, bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá tự nhiên cũng là như vậy. Hơn nữa bọn họ vẫn còn ở vậy bí cảnh bên trong phát hiện một tòa cổ xưa cung điện, cất giấu đếm không hết chí bảo, giá trị liên thành, nhưng là, vậy cổ xưa cung điện mở lại cần cực lớn mức thượng phẩm linh thạch. Trực tiếp là đem bọn họ Bắc Khâu phòng đấu giá lão đệ tử cũng móc sống, thậm chí còn không đủ. Chính vì vậy, không có biện pháp, bọn họ mới có thể ở tất cả lớn phân hội đấu giá vật phẩm trọng yếu, thu thập thượng phẩm linh thạch, muốn lại đi thần bí kia cung điện dò tìm bí mật, cầm bảo bối. Cũng là căn cứ vào liền cơ hội này, vậy Tần Thái liền cống hiến ra liền một cái như vậy mưu kế. Đem bọn họ phân hội bảo khố bên trong thượng phẩm linh thạch lấy ra, trước bán cho các thế lực lớn, sau đó sẽ có quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật đem thu liễm trở về. Cái này không chỉ có thể kiếm lấy cách xù giá chênh lệch, còn có thể bán đi tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, thu liễm thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối một lần hành động hai được. Mà hôm nay các thế lực lớn phản ứng, vậy hoàn toàn là ở bọn họ dữ liệu chính giữa. Biết rõ là cái hố, lòng đồ sộ hắc, có thể bọn họ vẫn là phải hướng bên trong nhảy. Không có biện pháp, vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót đối với bọn họ cám dỗ quá lớn, không người có thể chống cự ở. 600 triệu hạ phẩm linh thạch, mà lúc này, vậy đấu giá giá cả vậy tăng vọt tới giá trên trời. Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, 600 triệu hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Điên rồi, những thứ này thế lực lớn cũng quá có tiền, đây chính là 600 triệu hạ phẩm linh thạch, bình thường, ít nhất có thể đổi 300 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng bây giờ lúc này mới nhiều ít, ước chừng ít đi 1/3. Thật không hổ là siêu cấp thế lực, quả nhiên tiền muôn bạc biển. Rất nhiều người đều bị Kim Luân Vương ra giá dọa sợ, bởi vì bọn họ không cách nào hiểu quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật giá trị, nếu không, siêu cấp thế lực lại không phải người ngu. Làm sao biết uổng công làm người tiêu tiền như rác. Bất quá, 600 triệu hạ phẩm linh thạch, một kiện mạnh mẽ linh khí giá trị cũng không quá liền như vậy chứ. Tỷ như Kim Luân Vương vậy hạ phẩm linh khí, trông vàng bánh xe, nếu như cầm tới quay bán, có thể hay không đến 600 triệu hạ phẩm linh thạch số này, cũng còn chưa nhất định đây. Ta ra một kiện hạ phẩm linh khí thêm 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác níu ngón tay nói. Cái giá này thật là điên rồi, nếu không phải vì quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, hắn cũng sẽ không ngu như vậy. 800 triệu hạ phẩm linh thạch, Thiên Kình Điện Lâm Vương lần nữa hô lên giá trên trời. Cao mày, đây là hắn tâm lý lằn danh. 800 triệu 50 triệu, vậy Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương do dự một chút, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn tăng thêm một chút giá cả. Muốn đem tất cả mọi người đều cho đè xuống, diệt tâm tư cùng hắn tranh. Đáng chết! Thiên Kình Điện Lâm Vương lấy được tức miệng mắng to, nhưng vẫn là không có nhịn được lại thêm một lần giá cả. 800 triệu 70 triệu, cái giá này cao hơn nữa chúng ta Thiên Kình Điện vứt bỏ. Bên trong phòng đấu giá lâm vào một hồi yên lặng, một hồi trầm mặc. 800 triệu 70 triệu hạ phẩm linh thạch, cái giá này thật là muốn điên. Quá phóng đại. 880 triệu. Có thể một lát sau, vậy Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương vẫn là tăng giá. 880 triệu hạ phẩm linh thạch, một cái làm người ta hít thở khó khăn đấu giá. Bót! Lâm Vương ngồi cái ghế, dừng tay trực tiếp là bị bóp nát. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trong lòng khí muốn chết, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu buông tha, lại nữa cạnh tranh. Cái giá này hoàn toàn theo phá của không khác biệt, cho nên thật không việc gì cần thiết. Yên lặng! Lại là yên lặng! Không có ai lại đấu giá. Mà vậy đấu giá ông già cho thu trên mặt đã sớm cười mở ra. Chỉ gặp hắn cười híp mắt giơ lên cái búa, lần đầu tiên rơi nệt, nói 880 triệu hạ phẩm linh thạch một lần. 880 triệu hạ phẩm linh thạch hai lần. Giữa lúc vậy đấu giá sư ông già chuẩn bị lần thứ ba rơi nệt, lại một giọng nói vang lên, làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Chợt từng đạo ánh mắt, là đồng loạt, trực tiếp hướng vậy Thiên Kình Điện chỗ ở lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng nhìn lại. 9 viên cấp thấp cao cấp vương đan. Tất cả mọi người đều ngu,
cũng bị ngày này giá cả dọa cho ở. Một viên cấp thấp cao cấp giá trị ít nhất là ở 100 triệu hạ phẩm linh thạch, 9 viên chính là 900 triệu. Mà bây giờ, 9 viên cấp thấp cao cấp mua 200 khối thượng phẩm linh thạch, đây là điên rồi sao? Trần Phi ngươi, lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Liễu Chính Thanh môi run run nhìn chằm chằm Trần Phi, cũng hoài nghi Trần Phi có phải hay không tới đây quấy rối. 9 viên cấp thấp cao cấp phương đan, liền đại thiên vị cao thủ, thậm chí đại thiên vị cường giả đỉnh phong cũng thèm thuồng ba thước thứ tốt, hắn sao có thể sẽ cầm ra được. Lâm Vương xem Trần Phi sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt lóe lên mà ngưng nhiên, 9 viên cấp thấp cao cấp phương đan, người bình thường kia cầm ra được như vậy bút tích. Coi như có thể lấy ra tới, lại có mấy người sẽ như vậy bỏ được. Hắn kết quả là lai lịch gì? Thiên Kình Điện không phải buông tha sao? Tại sao sẽ còn tiếp tục đấu giá? Vào giờ phút này, đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Đây chính là 9 viên cấp thấp cao cấp phương đan à. Thật nếu nói, đây tuyệt đối là so sánh với phẩm linh thạch càng ưu tiên cấp cao vật liệu chiến lược, tầm thường thời kỳ, đừng nói là 9 viên, sợ rằng một viên các thế lực lớn cũng không biết lấy ra đấu giá, huống chi cái này còn là bán tống bán tháo. Kim Luân Vương đại nhân, Lâm Vương đây là điên rồi sao? Không phải là 200 khối thượng phẩm linh thạch sao? Phía sau ước chừng còn có 800 khối, coi như đem những thứ này toàn bắt lại, cũng không khả năng đem vậy tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót bắt lại, còn như đem cấp thấp cao cấp đều lấy ra sao? Hạo Thiên Cung người nhìn, Thiên Kình Điện, như vậy ra giá, không khỏi miệng cũng nới rộng ra, mặt đầy rung động. Bọn họ Hạo Thiên Cung có thể nói là năm thế lực lớn chính giữa, có vương cấp luyện đan sư nhiều nhất thế lực, vậy dĩ nhiên là rõ ràng nhất. Cái này cấp thấp cao cấp phương đan có bao nhiêu khó khăn được. Tầm thường một sao vương cấp luyện đan sư, căn bản không có thể có thể luyện ra nhiều như vậy cấp thấp phương đan, thậm chí phổ thông hai sao vương cấp luyện đan sư đều không năng lực này, trừ phi là hết sức cao cấp hai sao vương cấp luyện đan sư, thậm chí ba sao. Đó mới có thể. Mà loại nhân vật đó, cái loại đó đại sư ở bọn họ năm thế lực lớn chính giữa, thậm chí là kiềm nam cổ quốc chính giữa, là thân phận bực nào địa vị. Không có ai sẽ không biết, rất nhiều tình huống hạ đều là mơ hồ mạnh ra huyền thiên vị vương giả một đường. Muốn cho loại nhân vật đó động thủ, tiền phí tổn đều là giá trên trời. Mà bây giờ Thiên Kình Điện nhưng như vậy phá của, cầm cấp thấp cao cấp phương đan tới đấu giá thượng phẩm linh thạch, đây không phải là điên rồi là cái gì? Bọn họ Thiên Kình Điện cũng không như vậy ngu, có thể nghe nói, vậy Kim Luân Vương nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lần này cái này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật không phải là đơn giản mặt hàng, nếu là thật có 70% trở lên nguyên vẹn độ, ta cầm tới trong tay, lại dẫn ngộ cái chừng 10 năm, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng gấp đôi. Người hẳn biết đó là cái gì khái niệm chứ? Đối với bọn họ loại này huyền thiên vị vương giả mà nói, 10 năm thời gian căn bản cũng không dài, thoáng qua rồi biến mất, mà sức chiến đấu bão tố tăng gấp đôi, vậy quả thật dưới tình huống bình thường 50 năm. 100 năm, thậm chí 200 năm cũng rất khó làm được sự việc. Trừ phi bọn họ có thể đánh vỡ những ràng buộc, lần nữa lên cấp. Có thể làm tu vi đạt tới bọn họ đất này bước, thiên địa này, lần nữa lên cấp lại không phải như thế dễ dàng. Sợ rằng rất nhiều người tiềm lực đều đã dùng hết, huyền thiên vị vương giả, đây chính là bọn họ cực hạn. Nếu không, kiềm nam cổ quốc tới thiên vị cổ vương cấp cường giả vậy sẽ không như vậy thiếu. Năm thế lực lớn mỗi người chỉ có một. Mà dưới tình huống này, quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật giá trị thì biết vô hạn phóng đại bị thể hiện ra ngoài. Thử nghĩ, nếu như bọn họ Hạo Thiên Cung lấy được cái này tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, không nói toàn bộ, chỉ cần bọn họ nội bộ mới có thể có một người, hai người lĩnh ngộ tu luyện thành công cái này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, bọn họ Hạo Thiên Cung thực lực lại sẽ lập tức bạo tăng mấy phần. Và cái loại đó lợi nhuận so với... Lúc này Thiên Kình Điện loại này xa xỉ, lãng phí hành vi mặc dù phá của, khá vậy vẫn có thể hiểu. Thậm chí nếu đổi lại là hắn, cũng biết không chút do dự làm như vậy. Hơn nữa, loại này lợi nhuận thật ra thì đối với Hoa Thần Tông, Huyết Ma Đao Tông, Đồ Sộ Phiệt Kiếm Tông loại này lần cấp một thế lực, mới là chỗ ích lợi, được ích lợi lớn nhất. Một tỷ hạ phẩm linh thạch, Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu Sắc cũng là điên rồi, lại lần nữa hô lên một cái một tỷ hạ phẩm linh thạch giá trên trời. 1,02 tỷ, 1,05 tỷ. Mọi người thấy cái này tiếp tục tăng vọt giá cả, đều là hết ý kiến. Vốn là,
bọn họ lấy là Kim Luân Vương 880 triệu chính là đỉnh cao, chính là cực hạn. Có thể bây giờ nhìn lại, vậy tựa hồ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. 1,1 tỷ hạ phẩm linh thạch, huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác cắn răng hô. 1,120 triệu, Hạo Thiên Cung Thiên Kình Điện cũng là híp một cái mắt, nói. 12 viên cấp thấp cao cấp vương đan. Đây là, lại một đạo đấu giá tiếng truyền tới, làm vậy 200 thượng phẩm linh thạch giá cả trực tiếp là gấp bội gấp mấy lần. Đạt tới 12 viên cấp thấp cao cấp vương đan, cũng chính là 1,2 tỷ hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Mà vào giờ phút này, tất cả mọi người cơ hồ đều là bắt đầu ngửa mặt trông lên vậy lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng đứng lên. Bởi vì trong lòng bọn họ mặt trừ rung động, vẫn là rung động. Mặc dù bọn họ biết chỗ ở mình thế lực hoặc gia tộc so sánh siêu nhất lưu, thực lực cao cấp tài lực sẽ chênh lệch rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới chênh lệch sẽ to lớn như vậy. Như nếu đổi lại là bọn họ, căn bản không có thể, vậy bỏ không được như vậy nhiều cấp thấp cao cấp vương đan tới phá của. Đây quả thực quá xa xỉ. Đáng chết, rốt cuộc là ai đang cùng ta đấu giá? Liên Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương cũng là hung hãn nhìn chòng chọc một mắt Thiên Kình Điện chỗ ở lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đầu tiên, hắn còn tưởng rằng là Thiên Kình Điện Lâm Vương đang cùng hắn tranh đoạt, nhưng bây giờ vừa nghe thanh âm này, căn bản cũng không phải là Lâm Vương thanh âm. Hơn nữa hắn bây giờ vậy cảm giác được mình nghĩ lầm rồi, cái này tạm thời dưới, Lâm Vương từ đâu tìm nhiều như vậy cấp thấp cao cấp vương đan tới và hắn đấu giá. Căn bản không có thể. Cho nên nói cách khác, bây giờ tựa hồ là một người khác, đang cùng hắn tranh cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch. 1,2 tỷ 50 triệu, Kim Luân Vương tiếp tục kêu giá. 13 viên cấp thấp cao cấp vương đan, Trần Phi vẫn là một như thường lệ bình thản. Cái này cấp thấp cao cấp vương đan đối với hiện tại hắn mà nói, hoàn toàn chính là đường đậu giống vậy đồ, đủ tài liệu mà nói, muốn bấy nhiêu, chính là nhiều ít, cho nên hắn căn bản không quan tâm. Những người này đơn giản là điên rồi. Gặp cái giá này trực tiếp là tiêu thăng đến 13 viên cấp thấp cao cấp vương đan, huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác trực tiếp là tức miệng mắng to. Sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Cái này hắn a là ở đấu giá. Hoàn toàn là đang giận lẩy đi. Chính là, 200 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, coi như hôm nay tình huống có chút đặc thù, khá vậy xa không đáng cái giá này tiền à. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là buông tha. Cái giá này hắn căn bản không có thể lại tiếp tục theo đi xuống. Khác một tòa lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong. Tiêu sắc, cái giá này đã hoàn toàn vượt qua vậy thượng phẩm linh thạch giá trị. Cửu hoang xà bà trao mày chung một chỗ, nói. Ta biết, vậy hoa thần tông hoa tôn tiêu sắc cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm có chút không nhịn được trả lời. Tuy nói tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót. Đúng là đối với bọn họ loại này không có quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật thế lực trợ giúp rất lớn, nhưng bây giờ cái giá này chân thực quá ngoại hạng. Liền nàng cũng cảm thấy cái giá này kêu thêm đi, hoàn toàn là người tiêu tiền như rác, mua lại chân thực hoa không đến. Ưng ực khác một tòa lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Hạo Thiên Cung cao thủ nuốt nước miếng một cái, hướng mặt đầy âm trầm Kim Luân Vương nói, đại nhân, chúng ta còn tiếp tục sao? Vậy Kim Luân Vương khóe mắt hung hăng quất sút ra, còn tiếp tục sao? Lý trí nói cho hắn bây giờ trạng huống này nhất định là tốt nhất không muốn lại tiếp tục đi. Có thể vậy thượng phẩm linh thạch lại gần ngay trước mắt, kề bên xa, người để cho hắn buông tha, chân thực không cam lòng. Nghĩ đến đây, Kim Luân Vương cũng đã làm giòn nảy sinh ác độc. 1,4 tỷ hạ phẩm linh thạch, hắn chuẩn bị làm cuối cùng đánh một trận, cái giá cả này cũng là hắn có thể lấy ra cực hạn. Kim Luân Vương giá cả vừa ra, nhất thời toàn trường đổi được một phiến tĩnh mịch. 1,4 tỷ hạ phẩm linh thạch, cái này ít nhất là vượt ra khỏi vậy 200 khối thượng phẩm linh thạch giá trị 3-4 lần. Đây chính là năm đại thế lực tài lực sao? Quá kinh khủng, chẳng lẽ bọn họ trong tay hạ phẩm linh thạch cũng cải trắng sao? Rất nhiều những thứ khác thế lực cao tầng đều cảm giác điên rồi, không phải là 200 khối thượng phẩm linh thạch sao? Phía sau cũng còn có 4 trận. Còn như liều mạng như vậy sao? 1,4 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cái giá này liền vậy Thiên Kình Điện Lâm Vương giật nảy mình, nhìn một mặt bình thản Trần Phi, nói, xem ra cái này Kim Luân Vương là đối với vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật thế ở tất được à? Cái giá này bây giờ đã điên rồi, vẫn là tính.
hắn những lời này thật ra thì chỉ có thể coi như là cả người xúc động, không nghĩ tới còn con này 200 khối thượng phẩm linh thạch giá cả sẽ bị xào như thế cao, hơn nữa hắn vậy cho rằng Trần Phi không thể nào lại tiếp tục đấu giá. 1.4 tỷ hạ phẩm linh thạch cái giá này vốn là điên rồi, 200 khối thượng phẩm linh thạch căn bản không đáng cái giá này, đây nếu là đi lên nữa mặt tăng giá, đơn giản là đầu óc có cái hố còn không sai biệt lắm. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi nhưng lại lần nữa sắc mặt bình thản kêu giá đi ra ngoài. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan. Lâm Vương ngây ngẩn. Liễu Chính Thanh ngây ngẩn. Kim Luân Vương ngây ngẩn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Kết quả này là ai đang kêu giá cả? Thiên Kình Điện Lâm Vương. Không đúng sao, cái này căn bản không là hắn thanh âm. Rất nhiều người đều cảm giác cái này bây giờ giống như là đang nằm mơ như nhau, đều đã như vậy, 1.4 tỷ hạ phẩm linh thạch giá trên trời, lại còn có người sẽ tiếp tục theo, kêu lên 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan giá trên trời. Trần Phi ngươi, Liễu Chính Thanh mặt đầy gặp quỷ nhìn Trần Phi, nói, ngươi thật có nhiều như vậy cấp thấp cao cấp vương đan. Không có nói đùa chứ, ngươi nếu là không lấy ra được, không chỉ biết đắc tội Bắc Khâu phòng đấu giá, còn biết đem vậy Hạo Thiên Cung, Kim Luân Vương cũng đắc tội chết. Lâm Vương cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt chấn động mà phức tạp, hiển nhiên, hắn là khó tin Trần Phi cái này nguyên bản hắn cũng không phải là rất xem trọng tiểu bối, lại có thể có như thế kinh khủng tài sản. Nhưng từ người góc độ mà nói, có thể bỏ được cầm 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan tới đấu giá chính là 200 khối thượng phẩm linh thạch, bực này quyết đoán, liền hắn cái này huyền thiên vị vương giả đều là từ thẹn không bằng à. Xem ra cái này buổi đấu giá sau khi kết thúc có cần phải thật tốt và hắn tiếp xúc một chút. Lâm Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trong lòng lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại có cử động kinh người đứng lên. Làm hắn trực tiếp là người đều đần độn, trợn mắt hốc mồm. Bá, 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 chỉ gặp vậy Trần Phi vung tay lên, gác lửng bên trong nhất thời lại nổi lên đếm không hết loang loáng đan dược biển. Ước chừng hơn 100 viên, sáng mù Liễu Chính Thanh còn có Lâm Vương cặp mắt. Cái này, những thứ này đều là cấp thấp cao cấp vương đan. Lâm Vương gắt gao nhìn chằm chằm gác lửng bên trong giữa không trung đan dược, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, rung động hỏi. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói. Lúc trước vì để ngừa vạn nhất, hắn ở mới tới ngày nay cổ thành thời điểm liền luyện ra cái này một nhóm đan dược, bây giờ vừa vặn phái lên công dụng. Cũng những thứ này đều là. Vậy Liễu Chính Thanh trực tiếp là nhảy, miệng đầy cà lăm, thần sắc hoảng sợ nhìn Trần Phi nói, ngươi sẽ không là đem cái nào đan tông dược môn ổ, bảo khố cho đào chứ. Đây chính là cấp thấp cao cấp vương đan à, ngươi làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy. Cái này quả thực quá dọa người. Hơn 100 viên cấp thấp cao cấp phương đan, đổi coi là thành hạ phẩm linh thạch chính là 10 tỷ, hơn nữa bởi vì đan dược cao cấp tính đặc thù, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Thiên Kình Điện, vậy rất khó có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy, mà Trần Phi nhưng. Tiền bối, người quên ta phó nghề nghiệp là cái gì? Nhìn vậy Liễu Chính Thanh cùng với Lâm Vương hai trên mặt người rung động, hoảng sợ, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Là cái gì? Liễu Chính Thanh ngây ngẩn nói. Trần Phi phó nghề nghiệp là cái gì, hắn thật giống như đích xác là quên. Luyện đan sư, Trần Phi cười nói. Luyện đan sư, Lâm Vương trực tiếp là lập tức nhảy, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt rung động nói, những thứ này cấp thấp cao cấp vương đan không phải là chính ngươi luyện chứ. Đây chính là cấp thấp cao cấp vương đan à, một sao vương cấp luyện đan sư căn bản không vậy có thể lực có thể luyện ra, nếu không, là phổ thông hai sao vương cấp luyện đan sư. Sợ rằng cũng không khả năng, tầm thường hai sao vương cấp luyện đan sư căn bản không có thể mới có thể có cao như vậy tỷ lệ thành công. Hơn nữa, coi như là tầm thường hai sao vương cấp luyện đan sư có thể đem cái này cấp thấp cao cấp vương đan luyện ra, bọn họ sẽ bỏ được như thế phá của sao. Cái này căn bản là chuyện không thể nào có được hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Vương ánh mắt rụt một cái, không nhịn được rung động, ngưng nhiên nhìn Trần Phi. Dè đặt hỏi các hạ là ba sao vương cấp luyện đan sư. Ba sao vương cấp luyện đan sư. T. Vậy Liễu Chính Thanh nghe vậy cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn mắt hốc mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt vậy rung động vẻ đã khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Ba sao vương cấp luyện đan sư. Đó là cái gì khái niệm? Có thể như thế nói, kiềm nam cổ quốc bên trong vực ai nhất không dễ chọc. Vương tộc xếp thứ nhất, năm thế lực lớn xếp thứ hai.
mà thứ ba chính là luyện đan sư đám này thể. Thành tựu tất cả tài công chính nghề chính giữa châu nhất ép, thân phận cao quý nhất, cũng là nhất có tài lực, nhất làm người ta không muốn trêu chọc, đó chính là luyện đan sư. Bởi vì là người như vậy hoàn toàn là cái tổ ong vỏ vẽ, ai thọt ai xui xẻo, nhất là vượt luyện đan sư cao cấp càng như vậy. Mà luyện đan sư ba sao, bực này đại sư ở bên trong vực địa vị sợ rằng so tầm thường huyền thiên vị vương giả cũng cao hơn ra mấy phần. Thậm chí chân chính cao cấp huyền thiên vị vương giả đỉnh cấp nhân vật, đối với bọn họ đều là khách khí lễ đãi. Mà đây, cũng chính là luyện đan sư nghề nghiệp này như bức chỗ. Không có một trong ba sao vương cấp luyện đan sư. Ha ha, nghe vậy Trần Phi chẳng qua là cười một tiếng, không có một chút đầu vậy không lắc đầu, có thể vậy Liễu Chính Thanh, Lâm Vương lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là đổi được rung động thật sâu ngưng nhiên đứng lên. Trần Phi thái độ, bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nhìn ra, như vậy không câu chấp, không thèm để ý tư thái, sợ rằng Trần Phi thật đúng là bọn họ nghĩ ba sao vương cấp luyện đan sư. Ngươi lại là ba sao vương cấp luyện đan sư. Vậy Liễu Chính Thanh trực tiếp là ngu, khó mà tin tưởng đây là thật, dẫu sao đây chính là ba sao vương cấp luyện đan sư à. Liền bọn họ Thiên Kình Điện cũng không có nhân vật như vậy, chỉ có Hạo Thiên Cung có, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng... Cái này đùa giỡn chứ. Đây là, Trần Phi nơi mở ra 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan giá trên trời đã không ai dám tiếp tục lại đi theo xuống. Bởi vì cái này đích thực, chân chân thiết thiết chính là trời giá cả. Tất cả mọi người đều cảm giác giống như là mau hít thở không thông, như thế chơi, như thế phá của, vì vậy chính là 200 khối thượng phẩm linh thạch, thật còn như sao. Mà ở thấy cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch lại có thể vỗ ra như vậy giá trên trời. Vậy Bắc Khâu phòng đấu giá cũng là kích động mắt cũng cong, cười được theo ngu đần như nhau. Hắc 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 cười cái không ngừng. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần đầu tiên. Vậy đấu giá sư ông già lần đầu tiên rơi nện. Yên lặng, không có ai lại kêu giá cả. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần thứ hai. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần thứ ba, thành công. Để cho chúng ta chúc mừng vị này 10 khách quý số 1 gác lửng bên trong quý khách. Thu được cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch. Được lợi lật, lần này thật được lợi lật, 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan à. Ha ha, ha ha ha, Tần Thái lần này may mà ngươi, công lớn một kiện, công lớn một kiện. Vậy phòng đấu giá phân hội hội trưởng trực tiếp là kích động lời nói không có mạch lạc, 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan, đây thật là được lợi lật. Ha ha ha, kế tiếp là lần thứ hai 200 khối thượng phẩm linh thạch đấu giá. Giá khởi đầu là trước như nhau, 400 triệu hạ phẩm linh thạch. Làm Trần Phi mới vừa chấm dứt vòng thứ nhất vật phẩm bán đấu giá tiền hàng chuyển khoản sau đó, vậy lần thứ hai 200 khối thượng phẩm linh thạch cũng đã là bắt đầu quay bán. Hắn con ngươi nhanh tránh, trực tiếp là kêu giá nói, 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan. Yên lặng, như chết yên lặng, tất cả mọi người đều ngu, cái này hắn a muốn điên đúng không, bao chàng. Không hổ là luyện đan sư. Hắn a thật có tiền, lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Lâm Vương nhìn một mặt thần sắc bình tĩnh, giống như là ở, ném đường đậu mua đồ, Trần Phi, may là lấy hắn thân phận, cũng là không nhịn được tim co quắp, sổ một câu thô tục, trong lòng xù xì. Đều biết luyện đan sư có tiền, nhưng bây giờ làm hắn chân chính cảm nhận được loại này cảnh tượng, loại này xa xỉ, loại này phá của, may là lấy hắn vương giả nhân vật thân phận, cũng vẫn sẽ không nhịn được sinh ra không hạn chế hâm mộ. Đố kỵ tâm. Cái này hắn a thật là quá có tiền, phạm quy à. Liền hắn cái này huyền thiên vị vương giả, năm một trong những đại thế lực nhân vật cao tầng lúc này biểu hiện đều như vậy thất thố, những người khác, tỉ như Liễu Chính Thanh, tỉ như ngoại giới những cái kia thế lực nhỏ cao tầng, thậm chí đồ sộ Phiệt Kiếm Tông, Kinh Giao Sẽ, Huyết Ma Đao Tông cùng đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật, lúc này đều là diễn cảm khoa trương, hoàn toàn ngu đần đứng lên. Yên lặng. Không người đấu giá. Huyết Ma Đao Tông vô ảnh đao đoạn thiên giác đem cái ghế kia tay vịn trực tiếp là bóp nát, miệng run run một lăn, có thể hắn chính là không căng ra miệng, vừa lên tới liền 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan, hắn còn có thể tiếp tục đấu giá cái giám à. Mà trừ hắn ra, những người khác, tỉ như Hoa Thần Tông Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn, Hoa Tôn Tiêu Sắc, cũng là đàng hoàng trầm mặc. Cái giá này, bọn họ theo không dậy nổi. 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan lần đầu tiên.
vậy đấu giá sư ông già một lần nữa lần đầu tiên rơi nện, ngây ngẩn. Lúc này liền hắn đều có chút cả người cũng không tốt. Hắn sẽ không có gặp qua, không đem linh thạch làm linh thạch người, nhưng bây giờ tràng diện này, cũng có phần có chút quá khoa trương đi. 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan lần thứ 2. 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan lần thứ 3, đồng ý. Để cho chúng ta chúc mừng vị này 10 khách quý số 1 gác lửng bên trong quý khách, thu được cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ như vậy, 30 viên cấp thấp cao cấp phương đan, ít nhất là giá trị 3 tỷ hạ phẩm linh thạch bảo bối, bây giờ liền đổi 400 khối hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người đều ngu, một hồi mơ hồ. Rồi sau đó, trận thứ 3 200 khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn chằm chằm 10 khách quý số 1 phù không gác lửng. Kế tiếp là lần thứ 3 200 khối thượng phẩm linh thạch vỗ. 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan. Nhưng mà, vẫn là hắn chưa nói xong, Trần Phi lại một lần nữa dùng mọi cách vô lại hô lên giá cả. 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan, tương đương với 1,5 tỷ thượng phẩm linh thạch, muốn cho hắn kêu giá người sau, có lẽ hắn còn biết nhức nhối một lần, bởi vì cảm thụ không cùng, vậy dẫu sao là linh thạch. Mà để cho hắn đem đan dược này làm là giá cả tới kêu, cái này đặc biệt là thật không cảm giác. Yên lặng. Như chết yên lặng. Lần này mọi người là thật nghỉ ép. Trên mặt rung động, thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì ban đầu, bọn họ còn lấy là cái giá này là thiên kình điện lâm vương hô, có thể đến bây giờ, chỉ cần là đầu óc không cái hố người, sợ rằng đều hiểu vậy đã tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thiên kình điện tuy địa vị là nửa đoạn sau năm một trong những đại thế lực, có tiền có thực lực. Có thể bọn họ dẫu sao ra đại nghiệp đại, phá của cũng không khả năng là như thế bại à. Nói cách khác, bây giờ là có một cái bọn họ hoàn toàn không biết là ai, là lai lịch gì, căn nguyên gì thế lực, lại cái này thiên kình điện, hạo thiên cung, huyết ma đao tông, hoa thần tông đợi đợi một chút thế lực lớn tề tụ tình huống, một người như bức, đem cái này thượng phẩm linh thạch bao tràng. Đây là muốn điên chứ? 10, 1 tỷ 6 hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên. Một đạo hơi có vẻ lay động đấu giá tiếng vang lên, tất cả mọi người ngẩn người. Là Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương. Đại nhân, Hạo Thiên Cung cao tầng kinh hãi, cái giá này sợ là không thể theo chứ. Nếu không cái này cùng ném linh thạch có cái gì khác biệt. Ta biết, Kim Luân Vương nổi giận đùng đùng nói. Có thể hay không theo là một chuyện mà, nhưng hôm nay trường hợp này, bọn họ đều ở đây trận, lại bị một người cho túi chàng, truyền đi sợ rằng bọn họ Hạo Thiên Cung mặt cũng biết mất hết. Sẽ mất giáo. Cho nên hắn bây giờ thật ra thì cũng là cưỡi hổ khó xuống, không theo vậy được theo. Ít nhất được thử lại lần nữa. 17 viên, Trần Phi đấu giá tiếng một như thường lệ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh làm người ta trong lòng có chút mặt phát mao. Đây là có độc chứ? Nói tăng giá liền tăng giá. Bữa đều không bữa một chút, mắt cũng không nháy mắt sao? Ta, trời ạ, thấy tình cảnh này vậy Kim Luân Vương biệt nửa ngày. Cuối cùng là biệt xuất tới một câu nói như vậy, mụ, có linh thạch là thật đại gia, lão tử theo không dậy nổi, không đi theo được chưa? Thảo, lúc này vậy Kim Luân Vương cũng là hoàn toàn nghỉ ép, buông tha tiếp tục cạnh tranh dự định. Trần Phi căn bản chính là một người điên, và loại này người điên tranh, hắn còn không có như vậy ngu. Bất quá ý tưởng này liền chính hắn đều cảm giác là có như vậy một tia chua xót. A, rốt cuộc là người nào, đây không khỏi cũng quá lớn bút tích. Quá xa xỉ chứ. Vì một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật, thật còn như làm được loại trình độ này sao? Chỉ như vậy, đợt thứ 3 200 khối thượng phẩm linh thạch thành công bị Trần Phi lấy 17 viên cấp thấp cao cấp phương đan giá trên trời tranh đến trong tay. Rồi sau đó là lần thứ 4 200 khối thượng phẩm linh thạch đấu giá. 17 viên cấp thấp cao cấp phương đan, nghe được cái này giá cả tất cả mọi người trực tiếp là khóe miệng giật một cái, nói đều không nói được. Cái này là ý gì, khiêu khích sao? Không phục tiếp tục ý nghĩa. Hạo Thiên Cung, Kim Luân Vương chỗ ở lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, toàn bộ gác lửng không khí bên trong cũng lộ vẻ được kiềm chế. Ngàn hạc ngươi bây giờ đi tra cho ta tra một cái này 11 số gác lửng bên trong người, rốt cuộc là người nào? Kim Luân Vương lời nói cũng có chút lạnh, nói, Trần Phi cái này không muốn phiền toái, mà nâng cao giá cả cử động. Ở hắn xem ra là có chút khiêu khích. A, làm sao, có đan dược không dậy nổi đúng không? Ừ, bị Kim Luân Vương điểm đến tên người lập tức gật đầu một cái, đi ra gác lửng,
đi giám thị Trần Phi bọn họ chỗ ở khách quý treo trên bầu trời gác lửng. Bắc Khâu phòng đấu giá đối với khách mời tin tức giữ bí mật mặc dù nghiêm mật, nhưng gác lửng bên trong người dù sao phải đi ra, đến lúc đó tự nhiên liền biết là người nào. Cùng lúc đó, những thứ khác thế lực vậy bắt đầu âm thầm đối với Trần Phi làm ra điều tra. Rất nhanh, hội đấu giá liền hạ màn. Năm bánh xe 200 khối thượng phẩm linh thạch, thảo luận dòng giã 1.000 khối. Chúng bị lấy 15 viên, 17 viên cấp thấp cao cấp phương đan không đều giá trên trời, bị Trần Phi nơi được, nhét vào trong túi, hào lấy không còn một mống. Hây, ngày hôm nay đây thật là để cho ta kiến thức rộng, cũng không biết rốt cuộc là người nào, lại có thể như thế bỏ được, 7-8-10 viên cấp thấp phương đan liền đổi 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đúng vậy, coi như là có tiền vậy không phải như vậy à, thật là có bệnh. Làm hội đấu giá sau khi kết thúc, tất cả mọi người không rời sân, mà là từng cái ngước đầu, gần như hâm mộ, ghen tị ngước nhìn Trần Phi chỗ vậy 11 số lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng, trong lòng là có không nói được rung động. Dẫu sao đây chính là 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp phương đan à. Đổi coi là thành bình thường giá trị, vậy ít nhất đều là 8 tỷ thượng phẩm linh thạch trở lên, đây là bực nào giá trên trời. Huống chi cái nhóm này đan dược nếu là có thể bị tầm thường một loại thế lực đạt được, tương lai khẳng định có thể bồi dưỡng được tương đương một số cao thủ, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy lãng phí, bọn họ lại làm sao có thể không ghen tị và hâm mộ. Mà Trần Phi ở trả hết khoản tiền, lấy được vậy 1.000 khối thượng phẩm linh thạch sau đó, cũng là không có lại tiếp tục lưu lại ý nghĩa, ngay sau đó liền xoay người đi về phía cửa, chuẩn bị rời đi. Trần Đại Sư chậm đã, đây là, Lâm Vương lại đột nhiên mở miệng nói. Ừ, Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, dừng bước, nói, Lâm Vương tiền bối có chuyện gì? Lỗ mãng hỏi một câu, Trần Đại Sư nhưng mà đối với vậy tối mai quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cảm thấy hứng thú. Lâm Vương hỏi, nếu như Trần Phi như thế cái tài lực kinh khủng, ba sao vương cấp luyện đan sư, thật là đối với vậy tối mai quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cảm thấy hứng thú, vậy bọn họ sau kế hoạch, liền muốn sửa đổi một chút. Quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, bọn họ thiên kình điện không phải là không có, cho nên thật nhắc tới bọn họ muốn vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật lòng, thật ra thì cũng không phải là như vậy khẩn cấp, như vậy tuyệt đối. Huống chi bây giờ còn không giải thích được nhiều hơn Trần Phi một cái người như vậy, tài lực kinh người khủng bố. Nghi phải một vị ba sao vương cấp luyện đan sư. Là một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật đắc tội một vị ba sao vương cấp luyện đan sư, cái này ở Lâm Vương xem ra, không hề đáng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể đặc biệt hỏi một chút, muốn xem Trần Phi kết quả là ý gì. Quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, chợt cười nói. Không phải, ta đối với vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật không có hứng thú gì. Ta chẳng qua là đối với cái này thượng phẩm linh thạch có hứng thú mà thôi. Cái gì, nghe vậy vậy Liễu Chính Thanh trực tiếp là nhảy, muốn gặp quỷ vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi chỉ là vì cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, liền hô lên như vậy giá trên trời. Lâm Vương nghe vậy cũng là thở một hơi thật dài, thần sắc rung động, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ trả lời như vậy hắn. Liền vì vậy 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, Trần Phi lại bỏ được cầm ra nhiều như vậy cấp thấp cao cấp phương đan, như vậy giá trên trời. Kết quả này là ở hắn trong mắt, vậy cấp thấp cao cấp phương đan nhiều không đáng tiền, mới có thể làm hắn có như vậy sức, như vậy xa xỉ à. Lâm Vương khóe miệng bất đắc dĩ kéo một cái, không hổ là luyện đan sư, những người này thật là quá giàu có, quá có tiền. Bất quá sát theo, hắn lại cặp mắt sáng lên, nói, nếu là như vậy. Trần Đại Sư có bằng lòng hay không và ta Thiên Kình Điện làm một đổi trác? Đổi trác, giao dịch gì? Trần Phi hỏi. Trần Đại Sư ngươi trước đem cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch cho chúng ta mượn Thiên Kình Điện, 3 ngày sau ta có thể còn ngươi 1.500 khối thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Lâm Vương lại lên Trần Phi cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch chú ý, nói. Mượn 1.000 đổi 1.500. Trần Phi một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Vương, chợt cười lên. Nói, Lâm Vương tiền bối ngươi là muốn cầm ta cái này thượng phẩm linh thạch đi tranh tối mai vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật. Đúng vậy, Lâm Vương cũng không tùy mị, trực tiếp là gật đầu nói, chúng ta lần này đạt được hội đấu giá tin tức sau đó, ra cửa có chút vội vàng, hạ phẩm linh thạch mang theo không thiếu, có thể thượng phẩm linh thạch lại không mang cái gì, chỉ có hơn 1.000 khối dáng vẻ. Ta phỏng đoán những thứ khác thế lực cũng là không sai biệt lắm,
cho nên tối nay chúng ta mới có thể tới đây. Nếu là Trần Đại Sư ngươi có thể đem cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch cho chúng ta mượn, chúng ta Thiên Kình Điện trong tay là có thể có hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, có thể đoạt được vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật tỷ lệ, sẽ gia tăng thật lớn. Đến lúc đó ta để cho tông môn liền đêm đem linh thạch đưa tới, một thời gian 2 ngày cũng không sai biệt lắm. Trần Phi nghe vậy sờ cằm một cái, suy nghĩ một chút, nói, mượn 1.000 còn 1.500 cũng được đi, bất quá, các người Thiên Kình Điện có thể hay không ngoài ra đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Lâm Vương hỏi. Trần Phi miệng giật giật, Lâm Vương lập tức là nhướng mày một cái, nói Trần Đại Sư ngươi muốn động Kình Thương Môn. Kình Thương Môn, Liễu Chính Thanh nhíu mày một cái, chợt hơi biến sắc mặt nói, chẳng lẽ là Kình Thương Chiến Vương chỗ ở cái đó Kình Thương Môn? Kình Thương Môn ở bên trong vực nửa đoạn sau không đáng giá một đề ra, thậm chí liền vậy kinh giao sẽ, đồ sộ phiệt kiếm tông nhất lưu cũng kém hơn, nhưng là, Kình Thương Chiến Vương người này nhưng rất lợi hại, từng giết cùng cấp huyền thiên vị vương giả, nắm giữ một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, hết sức khó giải quyết. Cho nên nếu không phải nếu cần, các thế lực lớn vậy cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc thứ nhân vật như vậy, bởi vì không quá tính toán, đem loại người này ép cũng là một chuyện phiền phức. Mà bây giờ Trần Phi lại nói muốn bọn họ Thiên Kình Điện giúp đối phó Kình Thương Môn, đối phó Kình Thương Chiến Vương, cái này tự nhiên làm Lâm Vương chần chờ. Chính là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật lợi ích, kia đáng bọn họ ra tay đối phó Kình Thương Chiến Vương. Lúc này nếu như những người khác hướng hắn nói lời như vậy, sợ rằng hắn cũng trở mặt, cho rằng đối phương chỉ sợ là đang đùa hắn, nhưng Trần Phi dẫu sao thân phận không đơn giản. Nghi phải 3 sao vương cấp luyện đan sư, hắn mới không lập tức trở mặt. 5 viên cảm thần đan, có thể để cho đại thiên vị đỉnh cấp người có 30% tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên đưa ra 5 đầu ngón tay, nói. Cái gì? Có thể để cho đại thiên vị đỉnh cấp người có 30% tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh. Điều này sao có thể? Lâm Vương cùng với Liễu Chính Thanh trực tiếp là thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Mặt đầy rung động nói. Có được hay không? Trần Phi cười híp mắt nói. Không phải, Trần Đại Sư ngươi nói là sự thật. 5 viên cái gì đó cảm thần đan, thật có thể để cho đại thiên vị đỉnh cấp người có 30% tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh. Lâm Vương mặt đầy kích động nhìn Trần Phi, cái này nếu là thật, quản hắn cái gì Kình Thương Chiến Vương, trước giết chết nói sau. Này, Trần Phi đem một quả bảo hạp lấy ra, bên trong chứa 1 viên như rồng mắt vậy lớn nhỏ. Sóng gợn lăn tăn đan dược, đủ mọi màu sắc, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Mà vậy mùi thơm Liễu Chính Thanh chẳng qua là thoáng đánh hơi được một ít, liền cảm giác cả người run lên, có dũng khí tam dương khai thái vẻ sảng khoái từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Được, thật là lợi hại đan dược, ta chẳng qua là đánh hơi được một chút, lại có thể cũng có chút cảnh giới tăng trưởng. Vậy Liễu Chính Thanh trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm vậy bảo hạp bên trong đan dược, vô cùng rung động nói. Lâm Vương tiền bối, như thế nào? Nếu như các người Thiên Kình Điện nguyện ý tiếp khoản làm ăn này mà nói, một quả này cảm thần đan ta muốn cho các người, coi như là ứng trước tiền cọc, các người cũng có thể thí nghiệm một chút, còn sót lại 4 viên thuốc, cùng sau khi chuyện thành công, ta ở duy nhất trả hết, như thế nào? Trần Phi cười nói, lại đem vậy bảo hạp đậy lại, đưa cho Lâm Vương. Người sau lập tức là ngẩn người, nhìn Trần Phi. Nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem cái này cái cảm thần đan cho tối? Tối, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, trước không nói Lâm Vương tiền bối ngươi có hay không như vậy ngu, cho dù có, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó, ta tự nhiên xui xẻo vậy không việc gì. Dù sao thì 1 viên đan dược mà thôi. Nhất thời Lâm Vương cả người chấn động một cái, thật sâu nhìn Trần Phi, tổng sẽ không cái này cảm thần đan đối với Trần Phi mà nói, vậy không việc gì luyện chế độ khó chứ. Muốn thật là như vậy, hắn kết quả là đẳng cấp gì vương cấp luyện đan sư à? 3 sao đỉnh cấp, thậm chí, 4 sao. Nghĩ đến đây Lâm Vương cả người kịch liệt run lên, rồi sau đó hướng hơi một cung, nói Trần Đại Sư, chuyện này ta sẽ lập tức thông báo điện chủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, làm ăn này chúng ta Thiên Kình Điện liền tiếp nhận. Làm trò đùa, 5 viên cảm thần đan, cũng chính là 5 lần có thể làm đại thiên vị người lột xác thành huyền thiên vị cảnh giới cơ hội. Tuy nói chỉ có 30%, có thể cái này cũng đủ để làm bọn họ Thiên Kình Điện điên cuồng. Bởi vì nếu là bọn họ Thiên Kình Điện vận khí tốt một ít, có thể nhiều hơn cái 2 cái 3 cái huyền thiên vị nhân vật,
đó không phải là liền được lợi lật. Và cái này so với, vậy kình thương chiến vương mặc dù khó giải quyết, có thể vậy không phải là không thể đối phó à? Đã như vậy, tối mai ta cũng trở lại, liền mong đợi Lâm Vương tiền bối ngươi tin tức tốt. Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi. Trần Đại Sư, Lâm Vương lần nữa gọi lại Trần Phi, nói tối nay ngươi tay này bút sợ rằng sẽ đưa tới một số người dò ngó, nếu không, Trần Đại Sư ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Ta Thiên Kình Điện ở nơi này Bắc Khâu bên trong thành có chuyên môn phủ đệ. Không cần, Trần Phi không thèm để ý lắc đầu một cái, nói ta còn có một số việc, tối mai gặp. Dứt lời, lần này hắn là thật rời đi. Nhìn Trần Phi rời đi bối cảnh, vậy Liễu Chính Thanh rõ ràng vẫn còn đang ngẩn ra chính giữa, cảm thần đan. Có thể làm đại thiên vị đỉnh cấp người có 30% tỷ lệ tấn nhập huyền thiên vị cảnh đan dược. Đây là điên rồi sao? Đang Thanh, ngươi nói hắn kết quả là người nào? Cái này cảm thần đan. Nếu là thật có hắn nói hiệu quả, như vậy tối thiểu sợ rằng cũng là cao đẳng cấp vương đan. Lâm Vương mặt đầy phức tạp nói, cao đẳng vương đan, đó là cái gì khái niệm? Sợ rằng cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư cũng rất khó tùy tiện luyện ra, mà đây Trần Phi nhưng ra tay một cái chính là 5 viên. Ta cũng không biết, Liễu Chính Thanh lắc đầu một cái, nói ta chỉ biết là hắn cầm đi niết bàn huyết trì, những thứ khác, nói thật, khi đó ta biết hắn, hắn cũng vẫn chỉ là đứa nhóc một cái, nào có thần bí như vậy, xa không có như bây giờ lợi hại. Ngươi nói gì sao, niết bàn huyết trì, Lâm Vương ngẩn người, còn ngươi có giúp một cái. Ngạch. Liễu Chính Thanh mặt liền biến sắc, phát hiện mình nói lỡ miệng, chợt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ừ. Nhớ phải giữ bí mật, hắn trước thành công nuốt một tòa niết bàn huyết trì. Bất quá lấy hắn bây giờ luyện đan sư thực lực, ngược lại là đã có tư cách cầm cái loại đó huyết mạch. Lâm Vương cũng là tỉnh táo lại, gật đầu nói, hắn có thể lấy ra cảm thần đan như vậy chí bảo, một tòa niết bàn máu, mà thôi, hắn có tư cách có. Trở về đi thôi. Tin tưởng điện chủ đại nhân biết chuyện này nhất định sẽ rất cao hứng. Vậy kình thương chiến vương cũng không biết ngã xuôi cái gì, lại có thể chọc tới hắn. Liễu Chính Thanh phức tạp cười lắc đầu một cái, cùng Lâm Vương cũng là rời đi. Rất nhanh, Trần Phi và vậy Thiên Kình Điện người chia nhau rời đi tin tức liền truyền đến tất cả mọi người trong tai. Đó chính là Hào ném 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp phương đan, chỉ mua 1.000 khối thượng phẩm linh thạch người. Hắn làm sao sẽ cùng Thiên Kình Điện người tách ra? Chẳng lẽ nói hắn cũng không phải là Thiên Kình Điện người? Cái này không nói nhảm mà. Thiên Kình Điện làm sao có thể như vậy ngu, cầm 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp phương đan tới mua còn con này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Như vậy hạ có trò hay để nhìn. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, chặc chặc. Như vậy không khí chính giữa, Trần Phi rời đi Bắc Khâu phòng đấu giá sau đột nhiên bị một đám người ngăn lại. Vị đạo hữu này, người mới vừa ở trong phòng đấu giá thật đúng là số lượng lớn à. Không biết có thể hay không đem bên trong tay ngươi vậy 1.000 khối thượng phẩm linh thạch chuyển bán cho chúng ta Huyết Ma Đao Tông. Ngươi yên tâm, chúng ta Huyết Ma Đao Tông sẽ không bạc đãi ngươi. Đám người kia chính giữa, một cái mang trên mặt lạnh lùng nụ cười người, trực tiếp là đi tới nói. Trần Phi vừa thấy những người đó, không phải người khác, chính là hắn trước đã gặp, Huyết Ma Đao Tông người. Vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác vậy bất ngờ trong hàng. Lúc này đang cười lạnh nhìn Trần Phi. Nhất thời, người trên đường phố, bởi vì người kia tự giới thiệu mình, còn có bọn họ đến, tất cả mọi người đều là không nhịn được quay đầu nhìn, rồi sau đó trong mắt hiện ra lóe lên vẻ. Không thể nào, người nọ cảm giác được Huyết Ma Đao Tông. Cái gì lá gan? Không phải đắc tội, người không biết, mới vừa rồi người nọ ở Bắc Khâu trong phòng đấu giá. Dùng 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp phương đan mua được 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, trực tiếp là bao tràng. Cái gì, 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp phương đan mua 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, người đang làm cười đi, cái này là người ngu sao? Ta đây tình nguyện ta cũng có thể như vậy ngu, đây chính là 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp phương đan à. Cứ như vậy bị hắn cho đánh bại, thật là xa xỉ. Huyết Ma Đao Tông một mực thiếu một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật chấn tràng, hôm nay cơ hội này khó khăn được, xem ra bọn họ vậy không nhịn nổi. Dưới tình huống bình thường một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật giá cả sẽ ở 2-3.000 khối thượng phẩm linh thạch chừng. Huyết Ma Đao Tông nếu là có thể đạt được hắn trong tay vậy 1.000, căn bản là 10 phần chắc 9. Không biết người kia sẽ không đồng ý. Làm sao có thể sẽ không đồng ý,
đây chính là huyết ma đao tông. Trừ năm thế lực lớn ra, có mấy cái dám không cho bọn họ mặt mũi. Mọi người nhìn một màn này cũng nhỏ giọng nghị luận mở. Huyết ma đao tông vốn là lợi hại, hơn nữa còn là ma môn, làm việc quả quyết tàn nhẫn, cho nên rất ít có người dám trêu chọc bọn hắn, chớ nói chi là dám không cho bọn họ mặt mình. Hôm nay Trần Phi bị bọn họ theo dõi, ở rất nhiều người xem ra, vậy đơn giản là đổ huyết môi. Bất quá vậy không có biện pháp, ai kêu Trần Phi chính hắn như vậy, phách lối, không hiểu tài không lộ ra, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý sao? Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi, Trần Phi liếc một cái người nọ, nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, không có hứng thú, tránh ra đi. Cái này thượng phẩm linh thạch nhưng mà hắn chuẩn bị dùng để đối phó Kình Thương Chiến Vương sát chiêu, sao có thể cầm tới trao đổi? Ngươi nói gì sao? Người kia sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Trần Phi dám không cho bọn họ huyết ma đao tông mặt mũi. Ta để cho ngươi cút, nghe không gặp, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, một cổ khí thế kinh khủng hung hăng đè ở vậy trên người, trực tiếp là làm hắn bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng, đụng vào vậy cuối đường phố kiến trúc lên, mọi người một hồi ánh mắt co rúc lại. Người này, thật là lợi hại. Mọi người nhìn Trần Phi, trong lòng có như vậy cảm giác. Rất nhanh, Trần Phi liền rời đi. Theo Trần Phi rời đi, huyết ma đao tông 21 yêu đao một trong, vô ảnh đao Đoạn Thiên Giác sắc mặt cũng là đổi được âm trầm, đầy mắt sát ý. Ha ha, rất tốt. Hắn ha ha cười một tiếng, trùng trùng nhìn Trần Phi hình bóng lẩm bẩm nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Chúng ta đi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hướng Trần Phi rời đi hình bóng ném đồng tình và cười lạnh ánh mắt. Xong rồi, người này chết chắc. Lại dám huyết ma đao tông người cũng dám động, hắn không thấy được vô ảnh đao Đoạn Thiên Giác ngay ở bên cạnh. Đoạn Thiên Giác nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp người, nghe nói liền huyền thiên vị vương giả, hắn cũng có thể cùng chi qua mấy chiêu, người nọ lại dám chọc tới thứ nhân vật như vậy, tuyệt đối chết chắc. Ma môn làm việc từ trước đến giờ ngang bướng, cường thế. Mà đây huyết ma đao tông lại là như vậy. Bên trong vực nửa đoạn sau, trừ năm thế lực lớn ra. Cái này huyết ma đao tông tuyệt đối là danh tiếng nhất vang lên một trong những thế lực, hơn nữa tiếng tên này còn không phải là cái khác, là hung danh. Mà bây giờ lại bị Trần Phi như thế cái hạng người vô danh rơi xuống mặt mũi, sẽ như thế cũng được đi mới là lạ. Lâm Vương, huyết ma đao tông người thật đúng là phách lối à, người nói chúng ta muốn không muốn. Lâm Vương bọn họ cũng là gặp được một màn này, Liễu Chính Thanh con người âm lãnh nhanh tránh, nói. Lại xem một chút đi. Ta xem Trần Đại Sư tựa hồ cũng không sợ những người đó, có lẽ, bọn họ cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Lâm Vương do dự một chút, nói. Hắn nhãn lực sức lực rõ ràng so Liễu Chính Thanh khá hơn một chút, nhìn thấu Trần Phi căn bản liền không sợ huyết ma đao tông những người đó, một chút hốt hoảng cũng không có. Như vậy, bọn họ không ra tay thật ra thì vậy không có quan hệ gì. Ngược lại, bọn họ tự tiện ra tay, dẫn được Trần Phi khó chịu, cái này quả thực có chút không có lợi lắm. Phải không, Liễu Chính Thanh hơi kinh hãi, Đoạn Thiên Giác nhưng mà đại thiên vị đỉnh cấp không kẻ địch vật, Trần Phi lại có thể không sợ. Cái này làm hắn không nhịn được có chút kinh ngạc. Đây không phải là Lâm Vương sao? Thật là đúng dịp à. Đây là, một đạo tiếng ảnh truyền tới, đi theo lại là Kim Luân Vương cùng Hạo Thiên Cung người xuất hiện. Kim Luân Vương, Liễu Chính Thanh ánh mắt đông lại một cái, chợt hơi một cung, nói, gặp qua Kim Luân Vương. Gặp qua Lâm Vương. Đối diện Hạo Thiên Cung người cũng là hướng Lâm Vương hơi cung kính khom người, nói. Lâm Vương, vị kia hẳn là từ các người bên trong căn phòng đi ra ngoài chứ? Biết sao, không ngại, có thể hay không tiết lộ một chút, hắn lai lịch là. Cái này Kim Luân Vương cũng đã làm giòn, trực tiếp hỏi. Lai lịch, Lâm Vương cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy người nào có thể có bản lãnh cầm cho ra những đan dược kia? Kim Luân Vương hơi sững sờ. Chợt ánh mắt đông lại một cái, nói, hắn là luyện đan sư. Ta cũng không biết, xin lỗi, chúng ta phải đi trước, tối mai tạm biệt đi. Lâm Vương cười một tiếng, trực tiếp là dẫn vậy Liễu Chính Thanh rời đi. Kim Luân Vương vậy không ngăn trở, còn ánh mắt rời đến nơi khác, nhìn Trần Phi rời đi phương hướng ánh mắt ngưng rất nhiều, lẩm bẩm nói, không thể nào. Luyện đan sư, có thể hắn nhìn như tựa hồ cũng không có bao nhiêu số tuổi à. Như Lâm Vương không lừa gạt hắn mà nói, vậy thật may hắn vừa vặn không xung động vào huyết ma đao tông cùng nhau cắm một cước, nếu không,
có thể lấy ra nhiều như vậy cấp thấp cao cấp phương đan luyện đan sư, dùng cái mông nghĩ cũng biết ít nhất là ở 2 sao cao cấp phương cấp luyện đan sư, thậm chí 3 sao vương cấp luyện đan sư trở lên. Mà loại nhân vật đó, cho dù là bọn họ năm thế lực lớn cũng chỉ sẽ lôi kéo, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đắc tội. Cùng lúc đó, bên kia, vậy Liễu Chính Thanh cũng là nghi ngờ hỏi, Lâm Vương, tại sao ngươi phải nói cho Kim Luân Vương Trần Phi sự việc? Bọn họ và Huyết Ma Đao Tông không giống nhau. Lâm Vương lắc đầu một cái, nói, vậy Đoạn Thiên Giác lợi hại hơn nữa, bất quá chỉ là cái đại thiên vị đỉnh cấp, Kim Luân Vương không giống nhau, chính là huyền thiên vị vương giả người. Ta sợ lão già này vậy đi theo sẽ nổi lên lòng xấu xa, cho nên nói cho nhắc nhở hắn một chút coi là. Liễu Chính Thanh mới chợt hiểu ra, đúng là, Huyết Ma Đao Tông, vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đại thiên vị đỉnh cấp, nhưng Kim Luân Vương không giống nhau, huyền thiên vị vương giả, nếu như hắn theo dõi Trần Phi, vậy thì thật phiền toái. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi cũng không có ở Bắc Khâu bên trong thành dừng lại, mà là ra khỏi thành bên ngoài. Hắn nơi phải chuẩn bị lá bài tẩy có chút động tĩnh lớn, cho nên bên ngoài thành mới là tốt nhất chỗ đi. Nhưng hắn mới vừa ra khỏi thành, thì có một đám người xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như là đã sớm chờ đã lâu vậy. Người cầm đầu chính là Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác. Thật đúng là đúng dịp à, chúng ta lại gặp mặt. Vậy Đoạn Thiên Giác trơ tráo không cười nhìn Trần Phi, nói. Đúng dịp sao, Trần Phi nhìn lướt qua hắn. Còn có sau lưng hắn số lượng không ít Huyết Ma Đao Tông cao thủ, trầm một cái tròng mắt, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi mới vừa rồi nghe không hiểu ta nói. Bây giờ các người ngăn ta lại, là muốn mạnh cướp sao? Gặp Trần Phi lại dám dùng loại giọng nói này và bọn họ nói chuyện, vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác ánh mắt ngưng ngưng, lau một cái nguy hiểm khí thế, từ trong cơ thể hắn xông ra, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Hắn ánh mắt lạnh nhạt giống như là một dã thú, nói. Nếu ngươi cũng nói rõ, vậy ta vậy lười phải cùng ngươi nói nhảm, giao ra trên mình ngươi tất cả mọi thứ, ta để cho ngươi chết thống khoái chút. Nếu không ta không ngại làm ngươi nếm thử một chút ta Huyết Ma Đao Tông, Vạn Ma Trường Đao phạt treo cổ. Vậy Đoạn Thiên Giác khặc khặc cười nói, cho người cảm giác giống như là một người điên. Hết sức nguy hiểm. Này, các người mau xem, là Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác đại nhân. T, tốt khí thế kinh khủng. Là người kia. Ta cũng biết, hắn dám không cho Huyết Ma Đao Tông mặt mũi, Huyết Ma Đao Tông làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn lần này tuyệt đối chết chắc. Thật đáng tiếc liền trên người hắn vậy 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Đám người rối loạn, thậm chí cách đó không xa còn xuất hiện một ít quen thuộc bóng người. Hoa Thần Tông Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn. Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu Sắc. Long Tôn Trưởng Lão, là người kia. Tiêu Sắc nhìn bị Huyết Ma Đao Tông người vây quanh Trần Phi, khẽ nhíu mày nói. Cửu Hoang Xà Bà cũng là cau mày nhìn Trần Phi, nhưng càng nhìn cảm giác quen thuộc, chính là không nhận ra. Đây là, Trần Phi nói chuyện, nhìn những người đó nhàn nhạt nói, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Đánh một chàng, vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác hơi ngẩn ra, chợt khinh miệt cười lên, nói, xem ra người đối với người thực lực mình rất có tự tin. Đã như vậy, Ngô Khôn Hộ Pháp. Người có muốn tới hay không cùng hắn vui đùa một chút? Hắn giọng, ánh mắt đều mang cười khẽ, tàn nhẫn, giống như là căn bản cũng xem thường Trần Phi như nhau. Tự nhiên, khặc khặc, một người đi tới trước, đầu tóc bạc trắng, mặt đầy cười gằn, khí thế cường hãn, xách một chuôi ma đao. Lại là một vị đại thiên vị nhân vật. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Lại dám trêu chọc Huyết Ma Đao Tông, thật đúng là đáng thương à. Dị biến phát sinh, Trần Phi trực tiếp là một cái tát đánh ra, hình thành khủng bố sấm sét, ngọn lửa, đem Huyết Ma Đao Tông đại thiên vị người chìm ngập. Phốc một tiếng hắn cả người liền nổ tung mở, hài cốt không còn. Cái gì? Ngô Khôn Hộ Pháp. Nhất thời tất cả mọi người đều ngu, nhìn Trần Phi, từng luồng dùng mình như bộ dạng sợ hãi vậy chui ra xương. Không, không phải đâu. Hắn thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Theo Huyết Ma Đao Tông đại thiên vị người bị ngay tức thì chém chết, tất cả mọi người làm chấn động một cái, toàn trường vậy là theo chân yên tĩnh lại. Đại thiên vị người thật lợi hại, chỉ là, đại thiên vị, cái này ba chữ, thì hoàn toàn đủ để làm tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng, huống chi vậy người chết vẫn là Huyết Ma Đao Tông hộ pháp, nội tình, thực lực tuyệt đối vượt qua tại chỗ bọn họ,
nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ người nọ vẻn vẹn chỉ là tiến lên một bước, liền bị Trần Phi tiện tay giết trong chớp mắt. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Sao, tại sao có thể như vậy? Vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chán gian, trên huyệt thái dương da thịt, bất ngờ băng bó nổi lên từng cây một dữ tợn gân xanh, phá lệ nổi bật, ánh mắt phá lệ rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng Trần Phi nhìn qua tuổi tác liền cùng bọn họ tông môn tuổi trẻ nhất đại không sai biệt lắm, có thể hắn lại có thể để cho một vị đại thiên vị nhân vật thôi trong nháy mắt giết. Cái này cái gì khái niệm? Đại thiên vị nhân vật cho dù là ở bọn họ Huyết Ma Đao Tông, đều không phải là người yếu, có thể đem hắn trong nháy mắt giết, cái này phải cần biết bao thực lực cường hãn, mới có thể làm được. Chính hắn có thể làm được sao? Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác trong lòng ngơ ngác hỏi mình, chợt cả người run lên, lại sát theo, chán hắn lên ngay cả có từng hạt tròn mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu rơi xuống. Thậm chí không chỉ là liền hắn cảm thấy mờ mịt, cảm thấy rung động, cảm thụ khủng hoảng, liền liền chỗ xa kia Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu Sắc, Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn cũng là như vậy. Rung động vạn phần. Đại thiên vị người ở bọn họ Hoa Thần Tông ít nhất có thể đảm nhiệm cao tầng, ở một ít thế lực nhỏ chính giữa, thậm chí có thể ngồi lên thủ tọa, chúa tể vị trí, nhân vật như vậy, liền bọn họ bực này uy tín lâu năm đại thiên vị đỉnh cấp như muốn giết trong chớp mắt, đều cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng làm được, đây chẳng phải là nói, Trần Phi thực lực, so bọn họ cũng còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ hắn là lấy là huyền thiên vị vương giả? Có thể, không thể nào đâu, như vậy trẻ tuổi, làm sao biết? Hoa Tôn Tiêu Sắc nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Trừ vậy đối với bọn hắn đại thiên vị tầng thứ có thống trị lực huyền thiên vị vương giả, hắn chân thực không nghĩ ra có ai có thể làm được như vậy ngoại hạng, đem một vị đại thiên vị cao thủ giết trong chớp mắt. Mà nếu thật sự là như thế mà nói, vậy thì trách không được người này có thể lấy ra nhiều thuốc viên như vậy, cho thấy như vậy kinh khủng tài lực. Nói cho cùng, huyền thiên vị vương giả và bọn họ đại thiên vị vẫn là thiên uyên ly biệt. Không phải một tầng thứ. Mà Huyết Ma Đao Tông Đoạn Thiên Giác lúc này vậy rõ ràng kịp phản ứng, sự việc không đúng lắm mà, vừa liếc nhìn Trần Phi, cắn răng, ngay sau đó xoay người muốn rời khỏi. Như thế ngươi đã muốn đi, có thể đây là, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, làm vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác trực tiếp là cả người lông tơ nổ. Hàn Mao dựng đứng. Ngươi có ý gì? Vô Ảnh Đao ánh mắt co rúm lại xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói ta nhưng mà Huyết Ma Đao Tông người, người thật muốn và chúng ta Huyết Ma Đao Tông làm khó dễ. Huyết Ma Đao Tông, ha ha, Trần Phi cười một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nói, đem các người trên mình tất cả mọi thứ lưu lại, ta tha các ngươi một mạng, nếu không. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể chính các ngươi tự gánh lấy hậu quả, hiểu. Rào rào, đám người trực tiếp là xôn xao. Cho tới bây giờ đều là Huyết Ma Đao Tông cái này lòng dạ độc ác ma môn cướp người khác, bọn họ chưa từng có thấy người dám cướp Huyết Ma Đao Tông. Đây quả thực là mở mang tầm mắt. Ngươi, ngươi chớ quá mức, một cái đại thiên vị người hướng Trần Phi quát chói tai trước hết, trên mặt hiện đầy uy hiếp, cùng với sắc lệ nội cha vẻ, đây bất quá là hiểu lầm một chàng, chúng ta rời đi, từ đây mọi người nước giếng không phạm nước sông, chúng ta tốt hơn, ngươi cũng tốt qua, nếu không... Ngươi cảm thấy chúng ta Huyết Ma Đao Tông không thu thập được. Phốc, máu tươi như pháo bông nở rộ ra, sáng chói vô cùng. Nhưng mà tất cả mọi người trong lòng nhưng là sợ hãi. Ưng ực bọn họ không kềm hãm được run rẩy nuốt nước miếng một cái, cúi đầu, liếc trộm Trần Phi vậy bình thản, phảng phất là cái gì đều không phát sinh ánh mắt, nội tâm, trực tiếp là có một cổ sợ hãi điên cuồng bàn bò ra. Huyết Ma Đao Tông lại một cái đại thiên vị nhân vật. Bị trong nháy mắt giết. Chết. Ngươi, vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác ánh mắt co rúm một cái, ánh mắt đổi được bạo giận lên, như sư tử vậy, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng lại vẫn là không có dám lên trước, trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại như vậy một chút sợ hãi, hơn nữa, vậy sợ hãi lúc này còn đã dần dần bị phóng đại. Gậy sắt. Cái này là một khối chân chính gậy sắt. Tất cả mọi người lại là mờ mịt, lại là đồng tình nhìn Huyết Ma Đao Tông người. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể cũng biết đá một khối không chọc nổi gậy sắt. Đây thật là quá hiếm thấy. Ngươi, ngươi cho ta chờ. Chúng ta đi, chết hai cái lớn thiên vị nhân vật, tổn thất thảm trọng, có thể vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác vẫn là kinh sợ, bỏ lại một câu lời độc ác, xoay người rời đi. Bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn biết,
tại sao Trần Phi ở cho thấy như vậy giàu có, như vậy làm người ta dòm ngó tài sản sau đó, vẫn là như vậy nghênh ngang ai cũng không sợ. Đây hoàn toàn là bởi vì Trần Phi đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Cũng không phải là ngu xuẩn và kiêu ngạo. Như Trần Phi chẳng qua là lớn như vậy thiên vị đỉnh cấp người cũng được đi, có thể cái loại đó tu vi, tuyệt không thể nào giống như Trần Phi như bây giờ, như vậy mây thưa gió nhẹ trong nháy mắt giết hai cái lớn thiên vị người. Nói cách khác, Trần Phi cho dù không phải huyền thiên vị vương giả, vậy khẳng định chênh lệch không xa. Nghĩ đến đây, Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác cả người run rẩy được lợi hại hơn. Bước chân tăng nhanh, muốn từ chỗ thị phi này rời đi. Nhưng mà, sắp xếp ép liền muốn chạy, cõi đời này nào có như thế dễ dàng sự việc. Không thể nào, huyết ma đao tông Đoạn Thiên Giác đại nhân lại có thể chạy. Rất nhiều người thấy một màn này đều là ngu, trợn mắt hốc mồm nói. Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác đó là nhân vật nào? Huyết ma đao tông 21 yêu đao một trong, trước ba nhân vật, lại là ở lớn thiên vị đỉnh cấp cảnh giới này cơ hồ không địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại có thể đối mặt Trần Phi chạy, hơn nữa còn như vậy quả quyết. Người nọ thật là nguy hiểm. Xa xa, Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu Sắc ánh mắt phức tạp quét mắt lúc này đang muốn chạy trốn Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác, ánh mắt lại hơi có vẻ kính sợ rơi xuống Trần Phi trên mình, lẩm bẩm nói. Nàng thực lực và Đoạn Thiên Giác không kém nhiều ít, không phân chia như nhau, cho nên nếu như Đoạn Thiên Giác gặp Trần Phi được quay đầu liền chạy, vậy nàng tất nhiên cũng là không sai biệt lắm. Đột nhiên, dị biến phát sinh, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác đánh tới. Nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác giống như là mảnh thiên địa này có thú kinh khủng hạ xuống vậy, trong lòng sinh ra hít thở khó khăn tâm trạng, ánh mắt sợ hãi. Hống, vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác ánh mắt co rúm một cái, cả người lông tơ nổ lên, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc bàn tay lăng không sáng lên, rút ra một chuôi kinh khủng đao, cùng cái này đánh tới kiếm khí đụng. Keng! Thanh thúy, khiến người màng nhĩ chảy máu đụng, tất cả mọi người linh hồn cũng giống như là dừng lại một chút, sắp tan rã. Mà lại xem vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác, lúc này thì thôi kinh bị hung hãn đụng bay ra ngoài, cả người ở trên vùng đất lôi ra thật dài nứt ra cốc dấu vết, trùng điệp nghìn mét, cuối cùng, hắn bóng người đụng phải tường thành, to lớn tường thành, sát theo cũng là một hồi lay động, giống như động đất vậy. Cái này, tất cả mọi người trực tiếp là sợ hãi đứng lên. Há to miệng, giống như là gặp quỷ vậy. Người này kết quả là cảnh giới gì, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Cái này, vậy âm thầm quan sát cái này xung đột các thế lực lớn cao thủ lúc này vậy bối rối. Nguyên bản bọn họ còn chưa tin Trần Phi là huyền thiên vị vương giả, nhưng bây giờ, chẳng qua là một đạo kiếm khí, liền làm vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác bỏ mạng thành bộ dáng kia, không có chút nào sức đề kháng. Cái này tên gì? Cái này gọi là sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt. Do không được bọn họ không tin. Như không có huyền thiên vị vương giả thực lực, Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác không thể nào bại được thảm như vậy, như thế không có sức. Đây là, Trần Phi hướng huyết ma đao tông người lăng không đạp đi, nhất thời vậy người sau người toàn ngu, mặt đầy sợ hãi, thiếu chút nữa chưa cho Trần Phi quỳ xuống. Từ trước đến giờ chỉ có thân là huyết ma đao tông bọn họ, đối với những người khác. Đối với những tu sĩ khác hoành, nhưng bây giờ, gặp Trần Phi như thế cái càng hung, càng hoành, bọn họ cũng là trực tiếp kinh sợ. Điên cuồng cầu xin tha thứ. Đại nhân chúng ta sai rồi. Van cầu ngươi, thả qua chúng ta không phải chủ mưu. Đại nhân có đại lượng, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, cầu ngài thả chúng ta. Lúc này hoặc là có thể so cái gì tôn nghiêm nặng phải nhiều. Một câu câu cầu xin tha thứ chi tiếng nói. Một câu câu a dua nịnh nọt nói như vậy, từ những người đó trong miệng khạc ra, làm xa xa người vây xem hoàn toàn trầm mặc. Đây thật là huyết ma đao tông những tên kia sao? Bọn họ lạnh lùng nhìn từng cái không cốt khí hướng Trần Phi cầu xin tha thứ, cầu thả qua người, giống như là không nhận ra bọn họ như nhau, ánh mắt phức tạp khó mà hình dung. Quả nhiên, cõi đời này vẫn là phải quả đấm lớn mới được. Chỉ cần quả đấm ngươi lớn. Liền huyết ma đao tông những thứ này người điên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên mình tất cả mọi thứ lưu lại, sau đó cút. Nhìn những người đó, Trần Phi chẳng qua là nhàn nhạt nói. Phải là, nghe vậy những người đó không chút do dự lấy ra cả người tất cả bảo vật, túi đựng đồ, pháp bảo linh thạch, đan dược con rối. Khắp nơi đều là,
lóe lên mê người chói lọi. Cút, Trần Phi nhìn lướt qua trên đất những thứ đó, trực tiếp làm bọn họ lăn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Những người đó lập tức tè ra quần lăn, liền chủ tử của bọn hắn, vô ảnh đao đoạn thiên giác đều không chút nào lại chiếu cố đến ý nghĩa. Cái này cũng không biện pháp, đối mặt Trần Phi như thế cái kinh khủng nhân vật, bọn họ tất cả đều bồ tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn, nào còn có tâm sự nhìn người khác. Thấy tình cảnh này mọi người lại là một hồi trầm mặc. Yên lặng được dọa người. Ngược lại thì Trần Phi không coi ai ra gì đem đất lên những thứ đó chọn chọn chọn, lượm chút còn để ý, cũng không lại đi xem, rồi sau đó lại hướng vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác đi tới. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lại đông lại một cái. Ngoan ngoãn, vị này không phải là thật muốn liền vô ảnh đao đoạn thiên giác vậy không buông tha chứ. Thấy tình cảnh này vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác cũng là ánh mắt hung hăng co giúp một cái, lộ ra khiếp đảm vẻ, hướng Trần Phi sắc lệ nội cha hét, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ quá mức. Thật là quá đáng, Trần Phi nghe vậy cười, nói, ngươi trước chạy tới muốn cướp ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ qua không quá phận. Vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác ánh mắt cứng đờ, đây là, xa phương thiên không truyền đến một hồi chập chờn. Vèo, trong hư không. Một vị đại thiên vị đỉnh cấp người cất bước tới, đến Trần Phi trước người, nói, lão hủ Tần Thái Tông Lạc Tử Đỉnh, không biết đạo hữu có thể hay không xem ở lão hủ mặt mũi, mở một mặt lưới, chuyện này cứ tính như vậy. Giao giao, lại là Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đỉnh. Đây chính là liền rất nhiều huyền thiên vị vương giả cũng khen qua nhân vật, thực lực so vô ảnh đao đoạn thiên giác còn lợi hại hơn. Nghe nói hắn cháu trai bây giờ là huyết ma đao tông thứ tam trưởng lão. Một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật đệ tử quan môn, hôm nay đoạn thiên giác tài, hắn sẽ ra mặt không tính là kỳ quái. Đám người một hồi xôn xao. Tần Thái Tông ở Bắc Khâu phòng đấu giá vùng lân cận rất có thế lực, vậy rất nổi danh. Nhất là cái này lão tổ Lạc Tử Đỉnh, lại là sớm ở đại thiên vị đỉnh cấp vô địch nhân vật, rất nhiều người cũng sợ hãi hắn, thực lực rất mạnh. Hơn nữa hôm nay hắn cháu trai vẫn là huyết ma đao tông thứ tam trưởng lão. Một vị huyền thiên vị vương giả đệ tử quan môn, quan hệ như vậy hạ, khó trách hắn sẽ ra mặt, muốn từ Trần Phi trong tay đem đoạn thiên giác bảo vệ. Người bình thường ở thấy Lạc Tử Đỉnh như vậy thế hệ trước tài năng xuất chúng cũng ra mặt, cho dù là không muốn, chỉ sợ cũng phải thôi, cho hắn mấy phần mặt mỏng, thả người thôi, có thể Trần Phi đâu. Trần Phi nhìn lướt qua vậy mặt đầy trong trẻo lạnh lùng Lạc Tử Đỉnh, ánh mắt lạnh lùng, khạc ra một giọng nói, ta và ngươi biết sao. Thanh âm bình tĩnh hàm chứa mấy phần lạnh lùng, để cho vậy Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đỉnh ánh mắt đông lại một cái, hắn, và Trần Phi biết sao. Đổi câu cũng chỉ nói nếu không nhận biết, hắn dựa vào cái gì tìm Trần Phi cần người. Các hạ, huyết ma đao tông ở nơi này thiên giã bình nguyên cũng là có mặt mũi, có lúc hòa khí sanh tài tốt hơn, có cần phải như vậy không thức thời vụ. Vậy Tần Thái Tông Lạc Tử Đỉnh ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, mang uy hiếp. Không thức thời vụ. Không thức thời vụ nhưng là sẽ chết người. Không thức thời vụ, Trần Phi không nhịn cười được, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, dừng một chút, chậm rãi nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, cút, nếu không ta liền ngươi cũng giết. Rào rào. Tất cả mọi người lại lần nữa xôn xao, đây là tình huống gì? Lạc Tử Đỉnh cũng không phải là cái gì đoạn thiên giác. Mà là cái loại đó chân chính đứng ở đại thiên vị đỉnh cấp không địch người, tầm thường huyền thiên vị vương giả cũng không dám nhẹ nói muốn giết hắn, mà bây giờ, Trần Phi nhưng dám như thế nói. Vậy Lạc Tử Đỉnh trực tiếp là im lặng, ánh mắt rất căng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cho hắn Lạc Tử Đỉnh một lần cơ hội, không đi, liền hắn cũng phải giết. Khẩu khí thật là lớn à. Hô, mà vậy lúc này thật vất vả lấy lại được sức vô ảnh đao đoạn thiên giác cũng là cười lên. Trong nụ cười mang oán độc, lửa giận, sát ý, thằng nhóc này dám trêu hắn đoạn thiên giác cũng được đi, lại còn dám khiêu khích Lạc Tử Đỉnh, thật là tự tìm cái chết. Ta cũng là cho ngươi một lần cơ hội, chớ quá mức, ngươi có thể biết huyết ma đao tông ở nơi này thiên giã bình nguyên lên có bao nhiêu thế lực, người tuổi trẻ, bằng một mình ngươi, cũng muốn sờ một cái con hổ móng vuốt. Vậy Lạc Tử Đỉnh lạnh lùng nói, cần gì phải cùng hắn nói nhiều, Lạc tiền bối, ta cùng ngươi liên thủ. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác lạnh lùng nói, chỉ muốn Trần Phi mệnh. Phải không, đã như vậy, ta là được toàn ngươi, xem ngươi kết quả có thể hay không dễ như trở bàn tay giết ta.
Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là động. Trần Phi bước chân, trong cơ thể linh khí phun trào, một cổ vô hình, khí thế đáng sợ trực tiếp là hiện ra, đem vậy đoạn thiên giác phong tỏa, chiến động lòng người. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp hơi thở. Tại sao ta không cảm giác được nó tồn tại? Nhất thời vậy đoạn thiên giác sắc mặt trực tiếp là cứng, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch như tờ giấy. Lực lượng này, lại là vô hình, quá đáng sợ. Lau một cái ý sợ hãi ở trong lòng lan tràn, gặp được Trần Phi trong mắt lãnh đạm, cùng với ý sát phạt, hắn rốt cục thì hối hận hắn mới vừa rồi xung động, lại dám lại lần nữa khiêu khích Trần Phi, hắn có như vậy tư cách. Nhưng hôm nay, hiển nhiên, cái này đã chậm, Trần Phi đối với hắn đã dậy rồi sát tâm ngươi. Tử Tiêu, cân nhắc quyết định thật nhận. Một tiếng than nhẹ, Trần Phi trong đầu vô hình kia lực lượng đáng sợ trực tiếp là bạo bắn ra. Giống như hủy diệt vậy đánh mạnh, đem vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác bao phủ, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị cân nhắc quyết định thật nhận lực lượng nuốt mất, thân thể lay động, linh hồn tán loạn, thân thể, ngã trên đất. Phịch, cao cấp tiểu thần thông thuật, Tử Tiêu, cân nhắc quyết định thật nhận. Lại khủng bố như vậy. Phịch, người vô ảnh đao đoạn thiên giác thi thể ngã xuống đất thanh âm, làm tất cả mọi người tâm linh đều là làm run rẩy, quên mình mới vừa rồi muốn nói cái gì. Ngơ ngác nhìn một màn này, trong nháy mắt giết. Lại là trong nháy mắt giết sao? Huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác, cái này nhưng là chân chính cao cấp đại thiên vị đỉnh cấp người, đứng sau vậy là tử đỉnh một đường, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hạng nhân vật này lại vẫn bị Trần Phi giết trong nháy mắt, cái này ý vị như thế nào? Hắn tuyệt đối là huyền thiên vị vương giả. Xa xa, hoa thần tông hoa tôn Tiêu Sắc thở một hơi thật dài, giọng kiên định nói. Rồi sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ, tràn đầy run rẩy cùng xôn xao. Bởi vì theo nàng biết, coi như là tầm thường huyền thiên vị vương giả, vậy tuyệt không thể nào dễ dàng như vậy giết trong nháy mắt vô ảnh đao đoạn thiên giác. Trừ phi, người nọ cho dù là ở huyền thiên vị vương giả cảnh giới chính giữa, vậy là tuyệt đối cường giả, cái thế không địch. Nếu không cái này căn bản là không thể nào. Mà trừ nàng ra. Những người khác cũng là đồng loạt phản ứng nhất trí, thân sắc mờ mịt, đờ đẫn, trong mắt có không nói được kính sợ, sợ hãi, đây chính là huyền thiên vị vương giả đại nhân lực lượng sao? Tốt, thật là mạnh à! Ta! Mà vậy Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đỉnh lúc này hiển nhiên bị sợ vỡ mật, con người co rút nhanh, da mặt lay động, sắc mặt tái nhợt, xoay người muốn rời đi. Hắn mặc dù hận Trần Phi lại dám không cho hắn mặt mũi. Nhưng hôm nay chuyện này thực đã hoàn toàn biểu minh, Trần Phi là hoàn toàn có tư cách không cho hắn mặt mũi, cho nên hắn có thể chỉ có thể đi, không dám nói nhiều nữa một câu nói nhảm, lại chọc giận Trần Phi, nếu không chọc giận Trần Phi, chính hắn chỉ sợ cũng là chết. Đứng lại, đây là, một đạo thanh âm nhàn nhạt, làm trong trời đất này tất cả mọi người ánh mắt cũng cứng lại, không, không thể nào. Chẳng lẽ cái này đại nhân liền Lạc Tử Đỉnh cũng không muốn thả qua? Lạc Tử Đỉnh thần sắc cứng đờ, trong lòng giận dữ, vùng vẫy vô cùng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đàng hoàng ngừng lại, xoay người lại hướng Trần Phi cúi đầu, nói tiểu lão nhi không biết trời cao đất rộng, phiền toái tiền bối vương giả oai, mong rằng chớ trách. Dứt lời, hắn liền hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, đầu thiếu chút nữa đều phải rơi xuống mặt đất. Người dày dạn kinh nghiệm, người dày dạn kinh nghiệm, lời này đúng là không sai. Lạc Tử Đỉnh nhìn thấu Trần Phi có thể trong nháy mắt giết đoạn thiên giác, vậy muốn giết hắn, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn thả giống như đoạn thiên giác như vậy bị làm thịt, không bằng đàng hoàng cúi đầu, ít nhất như vậy còn có thể sống sót. Hơn nữa, để cho hắn hướng một vị huyền thiên vị vương giả cúi đầu, cái này thật ra thì vậy không tính là chuyện mất mặt gì tình. Thấy tình cảnh này mọi người lại là một hồi im lặng, trong lòng rung động không dứt. Lạc Tử Đỉnh là nhân vật nào? Vậy nhưng là chân chính đại thiên vị đỉnh cấp không địch, bây giờ nhưng lấy như vậy nhún nhường thái độ ở Trần Phi trước mặt cúi đầu, đây là bực nào rung động một màn. Bất quá, bọn họ cũng đích xác là như Lạc Tử Đỉnh nghĩ như nhau, hướng Trần Phi như vậy khủng bố, cường thế như vậy huyền thiên vị vương giả cúi đầu, ở đây nhưng chưa tính là nhiều mất mặt một chuyện. Ít nhất, mệnh còn nữa, những thứ khác hết thảy cũng còn nói. Thấy tình cảnh này, một cái đầu phát muối Tiêu lão đầu nhi hướng mình cúi đầu, Trần Phi ngược lại không trước lớn như vậy sát ý. Hắn từ trước đến giờ đều là người thích mềm không thích cứng. Vì vậy, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Lạc Tử Đỉnh,
nhàn nhạt nói, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mua ngươi một cái mạng, như thế nào? 1.000 khối thượng phẩm linh thạch mua một cái mạng, tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác, không nói ra lời. Vậy Lạc Tử Đỉnh nghe vậy cũng là ngây ngẩn, bất quá chỉ một hồi, hắn liền hung hăng cắn răng, nói, ta mua. 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mua tiểu lão nhi cái mạng này. Hắn là Tần Thái Tông lão tổ, trên vạn người, cho nên muốn từ trong tông môn rút ra cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch còn không coi là quá khó khăn. Và hắn mạng nhỏ so với, cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch rõ ràng liền, không hại đến đại thể. Ngạch, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới đối phương thức thời như vậy, như thế quả quyết, chợt cười lên, nói, ngươi so tên kia thông minh nhiều. Được rồi, đi thôi. Dứt lời, Trần Phi cũng sẽ không đi lý hắn, mà là thẳng hướng vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác thi thể đi tới. Tên này là huyết ma đao tông phái tới tranh đoạt quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật người, trên mình nhất định không hề thiếu, bạc, nói không chừng còn có thể phát một khoản tiền nhỏ. Vô ảnh đao đoạn thiên giác lại có thể bị làm như vậy rớt. Lần này trở về bẩm báo thời điểm nhất định sẽ rất có ý tứ. Hoa thần tông Tiêu Sắc nhìn hướng đoạn thiên giác thi thể đi tới Trần Phi, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, nếu không bị vị kia hiểu lầm nhưng mà không tốt lắm. Ừ, cửu hoang xà bà Long Tôn cũng là gật đầu một cái, hắn coi như là đã nhìn ra, Trần Phi người này có chút điên, hơn nữa không sợ trời không sợ đất, cho nên loại người này các nàng vẫn là tránh một chút tương đối khá. Để cho huyết ma đao tông huyền thiên vị vương giả đi nhức đầu đi. Mà theo Hoa Tôn Tiêu Sắc, cửu hoang xà bà Long Tôn rời đi, những người khác cũng là lần lượt thần sắc kính sợ lưu. Nếu như Trần Phi cường thế như vậy, cường giả từ trước đến giờ đều là nóng nảy vui giận thất thường, hôm nay kịch hay xem đủ rồi, bọn họ vẫn là sớm xem sớm an toàn, mạng nhỏ trọng yếu. Hơn nữa bọn họ bên trong còn có không ít là các thế lực lớn, tất cả đại tông môn thám tử, hôm nay cái này Bắc Khâu Thành, cái này Bắc Khâu phòng đấu giá xảy ra chuyện lớn như vậy tai vạ. Bọn họ tự nhiên phải được mau sớm đem tin tức truyền về đi, để cho tông môn làm xong phòng bị, chú ý tránh một chút thần bí này khủng bố cường giả. Mà mọi người ở đây tứ tán rời đi, xem được sạch sẽ, Trần Phi cũng đã đem vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác thi thể vơ vét một lần, sửa sang lại ra không ít thứ. Quả nhiên, gần 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này dưới có trẻ tiểu kiếm một khoản. Ở đó vô ảnh đao đoạn thiên giác mấy cái túi đựng đồ chính giữa. Trần Phi lại vơ vét ra gần 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, cùng với đếm cũng không đếm hết hạ phẩm linh thạch, một kiện 21 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự, một kiện 22 tầng cấm chế hoàn mỹ pháp bảo ma đao. Còn có rất nhiều hỗn tạp các loại bảo vật, cái này làm Trần Phi lập tức tiếu mị liền mắt, tâm tình hết sức thoải mái. Xiết người phóng hỏa đai vàng, hôm nay, hắn cuối cùng lĩnh tới ý những lời này là cái gì? Ồ, đây là cái gì? Đây là... Vậy đông đảo vật phẩm chính giữa, một khối tản ra đậm đà hoang tức giận hoang thú chi cốt hấp dẫn đến Trần Phi sự chú ý. Cái này hoang thú cốt thượng hiện đầy cực nhỏ lớn nhỏ chữ viết, kiểu chữ cổ xưa, bút sức lực tang thương. Trần Phi nhìn xem vậy hoang thú cốt thượng chữ viết, đi theo lập tức ngây ngẩn. Bởi vì chữ viết này lên ghi lại là một môn không lành lặn hết sức nghiêm trọng tiểu thần thông thuật. Cái này, thiên diễm phần cương, là cái này tiểu thần thông thuật tên chữ. Bất quá đầy đủ trình độ nhưng ít nhất là không lành lặn 70% trở lên, nói cách khác vật này căn bản là cái phế phẩm. Bởi vì nội dung không trọn vẹn quá nhiều, cho nên người bất kỳ cũng không thể đem tu luyện thành công. Nguyên lai là một phế. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lập tức là đáp lời mất đi hứng thú, sau tiện tay đem thu vào, xoay người rời đi khu vực này. Cùng lúc đó, mặt khác, huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác các người bị Trần Phi giết chết tin tức. Vậy giống như là dài cánh như nhau, nhanh chóng truyền đến các thế lực lớn trong tai. Bắc Khâu Thành, thành trì bên trong một tòa ba mặt toàn núi yên tĩnh bên trong phủ đệ, Thiên Kình Điện Lâm Vương đang đối mặt với một bản linh khí gương, không biết và trong đó bóng người kia nói gì. Cảm thần đan, vậy linh kính bên trong vang lên phức tạp, thâm tư trầm ổn thanh âm, do dự nói, có thể làm đại thiên vị đỉnh cấp người có 30% tỷ lệ bước vào huyền thiên vị vương giả cảnh giới. Lâm Vương, ngươi chắc chắn người nọ không có ở lừa gạt ngươi. Ở nơi này Kiềm Nam cổ quốc kính bên trong, mấy trăm năm tới, ta căn bản là không nghe qua có như thế số một đạn dược tồn tại. Ta cũng không biết là thật là giả, bất quá. Lâm Vương dừng một chút, đem Trần Phi trước đó ứng trước cho hắn cảm thần đan lấy ra, diễn cảm ngưng nhiên nói,
đây là người nọ trước đó ứng trước cho ta đan dược, tuy không biết là thật là giả, nhưng là, ta âm thầm đi tìm Bắc Khâu hội đấu giá người cho ta giám định một chút. Kết quả như thế nào? Linh kính bên trong truyền tới nhàn nhạt Cao Dương thanh âm. Đan dược này ít nhất là cao đẳng vương đan, Lâm Vương gần từng chữ một. Cao đẳng vương đan, linh kính bên kia, thanh âm kia chấn động kinh ngạc một chút, chợt lâm vào thật sâu yên lặng. Cao đẳng vương đan, ít nhất là cần cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư, mới có thể đem luyện chế thành công, người nọ chẳng lẽ là một vị cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư? Vẫn là nói, lợi hại hơn. Đây là, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, rồi sau đó liền gặp Liễu Chính Thanh thần sắc kích động đi vào. Lâm Vương, phát sinh việc lớn. Ồ, là điện chủ đại nhân. Liễu Chính Thanh gặp qua điện chủ đại nhân. Liễu Chính Thanh đầu tiên là không kịp đợi mở miệng, gặp lại vậy linh kính chính giữa bóng người thần sắc kinh sợ kinh, sau lập tức cung kính thi lễ một cái, nói. Bởi vì vậy linh kính chính giữa bóng người không phải người khác, mà chính là bọn họ Thiên Kình Điện hiện đảm nhiệm điện chủ, Cửu Long Vương. Miễn lễ, đang thanh người mới vừa nói phát sinh đại sự. Là đại sự gì? Linh kính đầu kia, Cửu Long Vương hỏi. Lâm Vương cũng là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Liễu Chính Thanh. Là như vậy, Liễu Chính Thanh chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, lập tức nói, ta bên này mới vừa nhận được tin tức, Huyết Ma Đao Tông lấy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác cầm đầu đoàn người, mới vừa bị Trần Phi Trần Đại Sư giết chết. Hơn nữa, vẫn là trong nháy mắt giết. Ngươi nói gì sao, trong nháy mắt giết, Cửu Long Vương cùng với Lâm Vương đều sững sốt sững sờ, Huyết Ma Đao Tông Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác bọn họ đều biết, chính là đại thiên vị tầng thứ tột cùng bên trong tài năng xuất chúng, gần như không địch người. Hôm nay lại bị người cho giết trong nháy mắt. Lâm Vương dừng một chút, kinh ngạc nhìn Liễu Chính Thanh nói, có phải hay không tin tức có sai lầm? Cái này không quá có thể chứ. Vậy Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác ta biết, thực lực không tệ, coi như là ta muốn thu thập hắn, vậy được thoáng phí chút tay chân. Ngươi chắc chắn hắn là bị nháy mắt giết. Lâm Vương thành tựu Thiên Kình Điện có hạn huyền thiên vị vương giả nhân vật, mặc dù là đội sổ, nhưng sức chiến đấu mạnh. Vậy là xa xa bao trùm tại chỗ vị đại thiên vị tầng thứ tột cùng trên. Là cả Thiên Kình Điện xếp ở hàng đầu cao cấp cường giả. Nhưng dù vậy, coi như là hắn, muốn trong nháy mắt giết Vô Ảnh Đao Đoạn Thiên Giác sợ rằng cũng không quá có thể, mà bây giờ Liễu Chính Thanh lại nói Đoạn Thiên Giác lại có thể bị Trần Phi cho dây. Cái này quả thực có chút làm người ta khó tin. Chẳng lẽ hắn có cái gì người giúp? Đây là, Cửu Long Vương đột nhiên hỏi. Không, không có. Nghe nói là Đoạn Thiên Giác dẫn người đem Trần Phi Trần Đại Sư ngăn ở Bắc Khâu bên ngoài thành, kết quả lại bị tiếp liền trong nháy mắt giết, thậm chí Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đỉnh ra mặt người bảo lãnh, cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Liễu Chính Thanh lắc đầu một cái, nói. Liền Lạc Tử Đỉnh cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Lâm Vương, Cửu Long Vương vừa nghe, trong lòng lại là kinh ngạc. Đoạn Thiên Giác đoàn người bị trong nháy mắt giết cũng được đi, liền Lạc Tử Đỉnh lão nhân kia cũng là. Phải biết thật nếu nói, lão này tuổi tác, bối phận so bọn họ cũng cao hơn, thực lực, nội tình tích toàn nhiều năm như vậy, chưa đến nỗi thiếu chút nữa bị một người trẻ tuổi thủ tiêu chứ. Là thật, đúng rồi, Lâm Vương, điện chủ đại nhân, đây là có người thâu lúc ấy chiến đấu hình ảnh Ngọc Điệp, ta để cho người mua phần hoàn chỉnh trở về, các người mời xem. Đây là Liễu Chính Thanh lấy ra một bản ghi chép lúc ấy đại chiến Ngọc Điệp. Thâu phần này hình ảnh người lúc ấy khoảng cách vị trí chiến đấu khá xa, đối với chiến đấu chi tiết cũng không thể thấy rất rõ ràng, bất quá, vậy lại ba lần trong nháy mắt giết vậy vẫn là làm Lâm Vương, Cửu Long Vương hơi xem sững sốt. Người này thực lực không tệ. Đến khi hình ảnh kia kết thúc sau đó, Cửu Long Vương hơi hí mắt, lẩm bẩm nói. Hắn ấn tượng nhất sâu sắc, chính là Trần Phi trong nháy mắt giết Đoạn Thiên Giác hình ảnh, những người khác có lẽ không nhìn ra, có thể hắn nhưng phân biệt ra được. Trần Phi trong nháy mắt giết Đoạn Thiên Giác thủ đoạn, tựa hồ không đơn giản. Nghe vậy, Liễu Chính Thanh, Lâm Vương nhìn nhau một cái, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn ra chút rất nhiều vẻ kinh ngạc. Phải biết Cửu Long Vương cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là bọn họ Thiên Kình Điện điện chủ, còn lại là bọn họ Thiên Kình Điện tất cả cao cấp cường giả chính giữa, ít nhất có thể xếp được vào trước năm siêu cấp nhân vật. Hơn nữa Cửu Long Vương bởi vì thân phận, tầng thứ quan hệ, vậy mà nói đều trên cơ bản là sẽ không như vậy tán dương người, bất quá bây giờ, Trần Phi thực lực thì đã đủ để đưa tới hắn coi trọng sao. Hắn chính là cái đó muốn cùng chúng ta làm giao dịch luyện đan sư. Cửu Long Vương lại hỏi. Ừ, chính là hắn.
Lâm Vương gật đầu một cái, nói. Thú vị, Cửu Long Vương cười lên, nói, người này thực lực sẽ không chênh lệch Kình Thương Chiến Vương nhiều ít, lại là một vô cùng lợi hại luyện đan sư, chặc chặc. Xem ra Kình Thương Chiến Vương lão nhân kia phải xui xẻo. Nghe vậy Lâm Vương cặp mắt sáng lên, nói, điện chủ đại nhân, ý ngươi là. Bất kỳ một người nào lợi hại luyện đan sư, đều là đáng chúng ta Thiên Kình Điện lôi kéo đối tượng. Cửu Long Vương cười, nói ta để cho huyền hồn còn có hai đội yêu long các người đã qua, cùng các người hội họp. Huyền hồn vương đại nhân, yêu long các, Liễu Chính Thanh nghe lời này một cái, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyền hồn vương là Cửu Long Vương sư đệ, nhưng cả người thực lực so với Cửu Long Vương cũng còn lợi hại hơn, bởi vì huyền hồn vương thành công tu luyện một môn bọn họ Thiên Kình Điện quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, sấm ảnh ba đoạn vũ, nguyên vẹn độ chín thành trở lên. Mà yêu long các cũng là hết sức không đơn giản, chính là Cửu Long Vương thủ hạ lợi hại nhất an bu lực lượng, đặc biệt phụ trách một ít bóng tối phương hướng công việc. Hai đội yêu long các đội ngũ thực lực, ít nhất có thể cùng Lâm Vương tương đương. Có thể nói vô luận là huyền hồn vương, hoặc giả là yêu long các, cũng là dùng để đối kháng đồng đẳng cấp 5 thế lực lớn, thậm chí vương tộc bọn họ Thiên Kình Điện tột đỉnh lực lượng. Thậm chí Lâm Vương, Liễu Chính Thanh hai người ban đầu đều là từ yêu long các bên trong leo lên. Bây giờ Cửu Long Vương lại phải phái huyền hồn vương cùng với yêu long các tới đây, làm sao có thể không để cho người khiếp sợ. Vô luận cái này Trần Phi Trần Đại Sư là cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư, vẫn là 4 sao vương cấp luyện đan sư, đây đều là ở chúng ta Kiềm Nam cổ quốc bên trong vô cùng đứng đầu, đáng lôi kéo, còn nữa, có lẽ các người không biết, ta vậy sư đệ, huyền hồn vương thật ra thì theo Kình Thương Chiến Vương có chút nhỏ ân oán, trước để cho ta đè lại, hôm nay, vừa vặn cho hắn tìm một cơ hội giải quyết. Cửu Long Vương cười nói. Như vậy, Lâm Vương ngẩn người, chợt thở một hơi thật dài, nói ta hiểu ý, điện chủ đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, xa ở mấy vạn dặm bên ngoài Huyết Ma Đao Tông bên trong lúc này cũng là không khí cực kỳ đọng lại, cực kỳ quỷ dị. Đoạn Thiên Giác thật để cho người giết đi. Ta nhớ không lầm, hoang thú thần cốt vẫn còn ở Đoạn Thiên Giác trên mình, hắn bây giờ bị giết, há chẳng phải là nói. Cái gì, đáng chết. Vậy hoang thú thần cốt nhưng mà bọn ta hao hết sức lực lớn, mới từ vậy đôi tháp cổ quốc đoạt lại. Không được, chúng ta được lập tức phái người đi đem đồ đoạt lại. Không sai, vậy hoang thú thần cốt lên ghi lại tiểu thần thông thuật, thiên diễm phần cương, bất quá nhưng không lành lặn 70% trở lên. Nhưng cái này lần Bắc Khâu phòng đấu giá nơi bán đấu giá vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, nghe nói cũng đúng lúc là vậy thiên diễm phần cương, hơn nữa còn là hoang thú thần cốt lên không ghi lại vậy không lành lặn bộ phận. Vậy vì vậy, bọn ta mới có thể để cho Đoạn Thiên Giác mang thứ này đã qua, so sánh một chút, xem có phải là thật hay không. Đáng chết, làm sao bây giờ? Chúng ta thật vất vả có thể có cơ hội lấy được như thế một môn, nguyên vẹn độ cực cao tiểu thần thông thuật, bây giờ nhưng xảy ra chuyện không may. Một lát sau, trong đại điện nhưng vang lên cãi vã kịch liệt. Người một lời ta một lời, trực tiếp là vỡ lở lên. Nguyên lai vậy Bắc Khâu phòng đấu giá nơi bán đấu giá quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, lại là và Trần Phi nơi đạt được vậy hoang thú cốt thượng, ghi lại quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật thiên diễm phần cương là một vật, có cùng nguồn gốc. Vậy chính vì vậy, trước vậy Đoạn Thiên Giác mới có thể bí quá hóa liều, muốn từ Trần Phi trong tay cướp đi vậy 1000 khối thượng phẩm linh thạch, để cầu bọn họ Huyết Ma Đao Tông mới có thể có lớn nhất chắc chắn tranh đoạt thành công, đem hai người quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật hợp hai là một. Nhưng ai biết vậy Đoạn Thiên Giác vận khí nhưng không tốt lắm, đá Trần Phi như thế một khối gậy sắt, bị trong nháy mắt giết không nói, còn tiện nghi Trần Phi. Vậy hoang thú cốt rơi xuống Trần Phi trong tay. Như Trần Phi biết chuyện này, nhất định sẽ không nhịn được vui vẻ cười to. Tuy nói hắn cũng không thế nào để ý tiểu thần thông thuật, nhưng cái này loại giành được thứ tốt, vậy mà nói mới nhất làm người ta có cảm giác thành tựu, thoải mái nhất mau, không phải sao. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa phế vật, Huyết Ma Đao Tông từng vị cường giả nguyền rủa vậy cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ Huyết Ma Đao Tông chỉ có một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, hơn nữa nguyên vẹn độ chỉ có 60%, không tính là cao, hôm nay vốn là có cơ hội, nhưng ra như vậy bất ngờ, khó khăn trách móc bọn hắn sẽ giận dữ. Bất quá bỏ mặc lúc này bọn họ như thế nào quấn quýt, làm sao tức giận, nổi giận, nhưng việc đã đến nước này. Bọn họ vẫn là được từ mình đem cái này lỗ thủng điền vào. Được đem vậy, bọn họ, hoang thú thần cốt đoạt lại mới được.
Hừ, đây là, một đạo rất thâm độc tiếng hừ lạnh, đột nhiên giống như sấm vậy, từ vậy trong bóng tối truyền tới, cuối cùng ầm ầm vang vọng ở cái này trong đại điện. Ở đó tiếng hừ lạnh tiếng hạ, tựa như thiên địa đều là run một cái. Nhất thời trong đại điện huyết ma đao tông cường giả đều là biến sắc, hướng vậy đại điện lối vào nhìn, chỉ gặp nơi đó, không gian vặn vẹo, ngay sau đó một đạo bóng người già nua liền chậm rãi xuất hiện. Tất cả mọi người con ngươi đông lại một cái, kính sợ đứng lên, nói, độc cô đại nhân. Thân ảnh kia nhìn như còng lưng cực kỳ, là một vị khoác thường thường lau nhà hắc bào ông già, tóc xám trắng, con ngươi đục ngầu, nhưng lại cho người vô cùng là bá đạo, cường hãn cảm giác. Hắn cặp mắt lóe lên đủ để xuyên thủng hư không hàn mang, sau lưng lưng đeo một chuôi không biết là do làm bằng vật liệu gì chế thành 9 vòng hắc đao, lăng không đứng, vậy cổ làm được trong đại điện này tất cả huyết ma đao tông cao thủ cũng sắc mặt kịch biến uy áp, cũng là từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Độc cô đại nhân, trong đại điện tất cả mọi người hướng lão kia người thi lễ, trên mặt, ngay trong ánh mắt đều mang kính sợ. Độc cô đại nhân, nguyên danh độc cô phách, chính là cùng Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương. Hạo Biển Tông Nộ Hùng Vương cùng nổi danh cao cấp nhân vật, cũng là bọn họ huyết ma đao tông cao cấp nhất huyền thiên vị vương giả một trong. Vốn là, hôm nay chàng này hội nghị hẳn là do bọn họ vậy tầng thứ đại nhân tới chủ trì, có thể bởi vì bây giờ bọn họ huyết ma đao tông tất cả huyền thiên vị vương giả đều bị một chuyện cho kéo lại, không phân thân ra được, lúc này mới bây giờ chỉ có bọn họ những thứ này đại thiên vị nhân vật tại chỗ, như con ruồi không đầu vậy. Bọn họ lúc này mặc dù rêu rao muốn cho Trần Phi trả giá thật lớn, muốn cướp hồi ngươi ghi lại, thiên diễm phần cương, tiểu thần thông thuật hoang thú thần cốt, có thể theo bọn họ lấy được tin tức, đoạn thiên giác nhưng mà bị nháy mắt giết. Đó là cái gì khái niệm? Bọn họ huyết ma đao tông tất cả huyền thiên vị vương giả trở xuống, mạnh nhất chính là 21 yêu đao, mà vậy đoạn thiên giác có thể cũng đã là 21 yêu đao trước ba, nhưng vẫn bị trong nháy mắt giết, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này đối phương nếu như muốn giết bọn họ, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Đối mặt vậy có thể đủ trong nháy mắt giết đoạn thiên giác người, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, một vị huyết ma đao tông cao tầng vội vàng hướng độc cô phách nói, độc cô đại nhân, ngài có thể là có thể rãnh tay tới. Hừ, một đám phế vật vô dụng, lại có thể đem hoang thú thần cốt đều vứt, cùng những người khác tất cả đi ra, ta xem các người và bọn họ như thế nào giao phó. Độc cô phách ánh mắt khói mù nhìn mọi người một cái, vậy trong mắt chèn ép, trực tiếp là làm đông đảo huyết ma đao tông cao tầng thân thể khẽ run. Độc cô phách đại nhân, chuyện này chúng ta vậy. Vậy không ngờ tới à? Theo lý thuyết đoạn thiên giác thực lực vậy không yếu, cho nên, ai biết sẽ như vậy. Một vị huyết ma đao tông cụ già cười khổ nói, đối với đem hoang thú thần cốt giao cho đoạn thiên giác, đó là bởi vì bọn họ đồng ý đoạn thiên giác thực lực. Còn nữa, đoạn thiên giác đại biểu bọn họ huyết ma đao tông, ai sẽ nói giết liền giết? Ai có thể nhưng nghĩ đến? Hừ, vậy độc cô phách lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, âm thanh nói, đoạn thiên giác thật là bị người nọ nháy mắt giết. Theo truyền về tin tức, là như vậy. Huyết ma đao tông cụ già gật đầu một cái nói. Đáng chết, thật là phiền toái à. Độc cô phách ánh mắt khói mù mắng một tiếng, đoạn thiên giác chính là đại thiên vị đỉnh cấp, có thể đem hắn trong nháy mắt giết. Vậy hẳn là ít nhất đều là huyền thiên vị nhân vật, chính là không biết thực lực cụ thể như thế nào. Độc cô đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Huyết ma đao tông cụ già hỏi. Bọn ta bây giờ cũng không thể phân thân, sự kiện kia đã đến cuối cùng giai đoạn, không cho sơ thất. Độc cô phách chậm rãi mở miệng, nói tào không, người đại biểu chúng ta huyết ma đao tông đi gặp người nọ một mặt, nếu như hắn nguyện ý giao ra hoang thú thần cốt. Chuyện này cũng được đi, nếu như hắn dám nói không. Nói đến đây hắn ngay trong ánh mắt toát ra lau một cái âm ngoan, bá đạo nói, vậy sau chuyện này ta sẽ đích thân đi giải quyết. Ta độc cô phách ngược lại muốn xem, là người nào dám như vậy vô cùng gan dạ, một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta huyết ma đao tông. Kinh khủng đao thế, sát khí tràn ra tới, làm được tất cả mọi người ánh mắt đều là rụt một cái, không hổ là độc cô phách đại nhân, thật là lực lượng thật là đáng sợ à. Ta biết, một đạo thon dài người trung niên bóng người chậm rãi đứng lên, cười nói. Hắn chính là độc cô phách trong miệng Tào Không, huyết ma đao tông 21 yêu đao đương nhân không để cho thủ lĩnh nhân vật, đại thiên vị đỉnh cấp. Cùng vậy lạc tử đỉnh nhất lưu chân chính không địch người cùng nổi danh. Cùng lúc đó Trần Phi cũng không biết những thứ này ngoại giới dòng nước ngầm phun trào, bất quá coi như hắn biết,
chỉ sợ cũng chẳng qua là sẽ cười cười liền đi qua đi. Hắn hôm nay, đang đối mặt đã từng cao núi ngưỡng mộ huyền thiên vị vương giả, năm thế lực lớn, vậy tựa hồ đã không có áp lực gì. Trần Đại Sư, buổi tối hội đấu giá liền muốn bắt đầu, chúng ta cùng đi chứ. Vào buổi tối, Lâm Vương đi tới Trần Phi nơi tạm thời chỗ đặt chân, tự mình mời Trần Phi cùng chung đi buổi tối hội đấu giá. Như vậy vừa vặn, Trần Phi từ vậy bên trong căn phòng đi ra, đi theo Lâm Vương cùng nhau hướng vậy Bắc Khâu phòng đấu giá đi tới. Trên đường, Trần Phi hỏi, Liễu Chính Thanh tiền bối đâu? Ta để cho hắn mang vậy cái cảm thần đan trở về. Những người khác ta không quá yên tâm. Lâm Vương cười nói. À, nguyên lai là như vậy à. Bất quá, không biết các người Thiên Kình Điện suy tính thế nào. Trần Phi sáng tỏ vậy gật đầu một cái, vừa tò mò hỏi. Chúng ta điện chủ đại nhân đáp ứng. Lâm Vương cũng không che giấu, trực tiếp nói chúng ta điện chủ phái ra sư đệ của hắn, Huyền Hồn Vương, còn có hai đội đủ để đối kháng huyền thiên vị vương giả yêu long các người. Đến lúc đó coi như Trần Đại Sư ngươi muốn không tự mình động thủ, vậy Kình Thương Môn cũng xong rồi. Kình Thương Chiến Vương không phải Huyền Hồn Vương đối thủ. Phải không, Trần Phi cặp mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Kình Điện cái này cũng đồng ý, còn phái ra lợi hại như vậy người, so Kình Thương Chiến Vương cũng lợi hại. Đây là, phía trước đâm đầu đi tới đoàn người. Rất nhiều người thấy bọn họ cũng tự giác nhường đường, lộ ra vẻ kính sợ. Kim Luân Vương, Lâm Vương nhìn vậy tới người ngẩn người, ánh mắt lóe lên nói. Lâm Vương, vậy Kim Luân Vương hướng Lâm Vương gật đầu cười, lại ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, cười nói, vị này chính là Trần Phi Trần Đại Sư chứ. Tại Hạ Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương, thấy qua. Ừ ta chính là Trần Phi. Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Hướng vậy Kim Luân Vương gật đầu nói, rất hân hạnh được biết các hạ. Có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút, Kim Luân Vương nói, Lâm Vương lúc này sắc mặt đổi một cái. Kim Luân Vương ngươi, Lâm Vương sắc mặt có chút khó coi nhìn Kim Luân Vương, cái này là ý gì? Đào chân tường sao? Lâm Vương ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn đơn độc và Trần Đại Sư trò chuyện một chút. Kim Luân Vương cười nói, lại nhìn về Trần Phi, hỏi Trần Đại Sư, ý ngươi đâu? Được rồi, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Vừa vặn tay hắn bên trong còn có băng ma hầu cho hắn linh phù, nhìn đối phương một cái còn có nhận biết hay không đi. Vậy cũng tốt, gặp Trần Phi đáp ứng, Lâm Vương cũng không tốt nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh, Trần Phi liền cùng vậy Kim Luân Vương đi tới không người đường phố cuối. Kim Luân Vương tìm ta có chuyện gì không? Trần Phi hỏi. Ừ, là có một số việc. Vậy Kim Luân Vương cũng không che giấu, trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề, nói ta biết Trần Đại Sư bên trong tay ngươi có hàng loạt thượng phẩm linh thạch, có thể hay không cho chúng ta mượn Hạo Thiên Cung, dĩ nhiên, chúng ta Hạo Thiên Cung vậy sẽ không bạc đãi Trần Đại Sư ngươi. 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, 5 ngày sau chúng ta Hạo Thiên Cung còn 30.000, lại thêm một phần cổ trung đẳng vương đan đan mét khối, Trần Đại Sư ngươi thấy thế nào? Nguyên lai Kim Luân Vương là đánh được cái chủ ý này. Hắn biết Trần Phi từ Bắc Khâu phòng đấu giá lấy đi 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng biết Trần Phi đem Đoạn Thiên Giác làm thịt, Huyết Ma Đao Tông thượng phẩm linh thạch vậy khẳng định hơn phân nửa ở hắn, cộng lại vậy nhất định là có 2.000 khối trở lên, nếu như bọn họ Hạo Thiên Cung có thể được, vậy tối nay cái này đấu giá khẳng định liền 10 phần chắc chín. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói Kim Luân Vương ngươi tới trễ. Những cái kia thượng phẩm linh thạch ta đã đáp ứng cho mượn Lâm Vương. Trước không nói Thiên Kình Điện đã đáp ứng giúp hắn đối phó Kình Thương Chiến Vương, liền nói tới trước tới sau đạo lý, cái này Kim Luân Vương vậy tới trễ, cho nên, không có biện pháp. Nghe vậy Kim Luân Vương mặt liền biến sắc, nói, không thể thương lượng một chút sao. Thiên Kình Điện có thể cho ngươi, chúng ta Hạo Thiên Cung có thể nuôi có thể cho ngươi, hơn nữa, chỉ nhiều không thiếu. Xin lỗi, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, nói. Kim Luân Vương trầm mặc. Tốt hồi lâu mà mới lắc đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, thật là đáng tiếc. Dứt lời, liền gặp hắn chuẩn bị rời đi, có thể đây là Trần Phi nhưng đem một món đồ lấy ra. Kim Luân Vương ngươi biết cái này sao? Trần Phi cầm khối ngọc kia quyết tín vật hỏi. Đây là, quay đầu lại nhìn Kim Luân Vương ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm vậy ngọc quyết nói, đây là băng ma hầu cho ngươi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Nói, băng ma hầu nói cầm vật này đến tìm ngươi, có thể để cho ngươi không điều kiện giúp một chuyện, không biết.
Kim Luân Vương trầm mặc một chút, nói, nếu không như vậy, đem người vậy 2.000 khối thượng phẩm linh thạch cho mượn ta, vô luận bất kỳ sự việc, ta cũng đáp ứng giúp ngươi một lần, như thế nào? Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người một chút, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, vậy coi như. Vậy coi như, Kim Luân Vương ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi có ý gì? Có ý gì? Không có ý gì, tạm biệt. Trần Phi tiện tay đem vậy ngọc quyết ném cho đối phương, liền xoay người rời đi. Có Thiên Kình Điện ra tay, Kim Luân Vương đối với hắn hỗ trợ vốn là có cũng được không có cũng được, mà bây giờ Kim Luân Vương lại còn muốn cùng nói điều kiện, hay, vẫn là được rồi, nhân tình này muốn không muốn thật giống như vậy không việc gì khác biệt. Các loại, Trần Đại Sư ngươi đợi một chút, Kim Luân Vương lúc này mới bừng tỉnh, mặt liền biến sắc, muốn khuyên ở Trần Phi, đáng tiếc Trần Phi sớm đối với hắn thất vọng, quyền làm không có nghe gặp, trực tiếp là rời đi. Trần Đại Sư, gặp Trần Phi trở về, Lâm Vương vội vàng chào đón. Hắn tìm ta mượn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng ta không đáp ứng. Trần Phi cười một tiếng, nói. Lâm Vương ngẩn người, chợt ánh mắt đông lại một cái bảo đảm nói, Trần Đại Sư ngươi yên tâm, kình thương môn sự việc, chúng ta Thiên Kình Điện sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ừ, vậy thì tốt nhất, Trần Phi gật đầu cười một tiếng, liền và Lâm Vương hướng Bắc Khâu phòng đấu giá đi tới. Rất nhanh, hội đấu giá liền bắt đầu rồi. Một kiện kiện giá trị không rẻ vật đấu giá bị mang lên mở ra đài, đấu giá tiếng này thay nhau vang lên, xuất hiện một cái lại một cái giá trên trời. Vậy làm tràng diện này lộ vẻ được vô cùng là náo nhiệt. Bất quá các thế lực lớn chú ý điểm rõ ràng không ở nơi này, mà là cái này tối nay áp chụp kịch hay. Rốt cuộc, cuối cùng một kiện vật đấu giá bị mang lên mở ra đài, bầu không khí làm đông lại một cái. Tất cả mọi người cũng là bị vậy vật đấu giá hấp dẫn. Vậy là một khối ngưng tụ đặc biệt hơi thở sừng châu hình hoang thú xương. Hết sức nổi bật. Các vị tôn kính quý khách, đây cũng là chúng ta bây giờ đêm cuối cùng một kiện đè đáy dương vật đấu giá, quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, thiên diễm phần cương. Vậy người ủng hộ vô cùng kích động, trầm bổng hét. Cái gì, thiên diễm phần cương, Trần Phi nghe vậy nhưng ngẩn người, thiên diễm phần cương. Danh tự này hắn làm sao như vậy quen thuộc. Thiên diễm phần cương, Trần Phi tự định giá hồi lâu, đột nhiên đem hắn chưa từng ảnh đao đoạn thiên giác vậy lấy được thần bí hoang thú cốt lấy ra, chỉ gặp phía trên kia ngẩng đầu chỗ cực nhỏ chữ nhỏ, bất ngờ là thiên diễm phần cương, bốn chữ to. Ách, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Vẫn là nói, bọn họ nguyên bổn chính là hướng về phía vật này tới. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Gác lửng bên ngoài vậy hội đấu giá thì đã là bắt đầu tiến hành đấu giá. Phía dưới bán đấu giá cái này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, thiên diễm phần cương, chính là đôi tháp cổ quốc một vị danh chấn núi sông tới thiên vị cổ vương cực kỳ bí mật. Có lẽ thiên diễm phần cương cái này bốn chữ, chư vị cũng không được rõ, nhưng nếu là nhắc tới, Xích Ô Thánh Vương, ha ha, sợ rằng mọi người cũng cần phải nên biết là người nào chứ. Vậy đấu giá người ha ha cười nói. Mọi người nghe vậy chính là không khỏi một hồi xôn xao. Xích Ô Thánh Vương, chẳng lẽ là 190 nhiều năm trước, tại đỉnh đỉnh quốc chiến, đem Bùi Thiên Vương chém xuống ngựa xuống Xích Ô Thánh Vương. Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi lên tiếng. Đỉnh đỉnh quốc chiến, chính là tất cả cổ quốc gian vì giải quyết phân tranh, liền nhưng mâu thuẫn, mà đặc biệt bố trí chiến tranh chi cục, mỗi trăm năm một lần. Mà có tư cách tham gia trận đại chiến này vậy tất cả đều là mỗi người cổ quốc tới thiên vị cổ vương nhân vật. Bọn họ đại biểu riêng mình quốc gia. Còn như vậy Bùi Thiên Vương, chính là bọn họ Kiềm Nam cổ quốc vương tộc uy tín lâu năm tới thiên vị cổ vương một trong, thực lực vô cùng. Công cao cái thế, nhưng mà hắn nhưng ở 190 nhiều năm trước bị vậy đôi tháp cổ quốc Xích Ô Thánh Vương giết đi, chém xuống ngựa hạ, lúc ấy bọn họ vì chuyện này kinh hãi hồi lâu. Cái này thiên diễm phần cương lại là vị kia Xích Ô Thánh Vương cực kỳ bí mật. Mọi người tham lam nuốt nước miếng một cái, như vậy, vật này hắn giá trị lớn, tự giản thẳng khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Còn có một việc phải nhắc nhở một chút chư vị, đó chính là môn này, thiên diễm phần cương, tuy nói là truyền thừa từ đôi tháp cổ quốc vị kia Xích Ô Thánh Vương, nhưng là, cái này bây giờ môn này tiểu thần thông thuật vẫn là không lành lặn 20% nhiều, cũng không phải là hoàn chỉnh phiên bản. Điều này cần để cho chư vị biết. Nói đến đây trên đài cao kia đấu giá người híp đôi mắt một cái, rồi sau đó trực tiếp là cười lên, nói, tốt lắm, môn này, thiên diễm phần cương, quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật lai lịch và tình huống,
ta đều đã nói rất rõ, bây giờ, đối với lần này cảm thấy hứng thú đạo hữu, có thể ra giá. Giá quy định 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 50 khối, bắt đầu đấu giá. Giá quy định 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, ta không nghe lầm chứ. Không hổ là đè đáy dương bảo bối, cái giá này, thật đúng là hắc à. Vật này trừ những đại thế lực kia, những người khác căn bản không mua nổi. Trong nháy mắt bên trong đại sảnh tu sĩ bình thường đều là nổ tung nồi, đối với cái này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời giá quy định cảm thấy khiếp sợ. Trước buổi đấu giá này lên cho dù là đắt tiền nhất đồ, vậy nhiều nhất bất quá chỉ là mấy kiện linh khí, mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, nhưng bây giờ cái này, thiên diễm phần cương, tiểu thần thông thuật vừa lên tới giá quy định chính là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đây quả thực là giá trên trời. Bất quá lầu hai những cái kia khách quý phủ không gác lửng bên trong thế lực lớn đại biểu, nhưng đối với lần này không có chút nào bất ngờ. Tiểu thần thông thuật, coi như chẳng qua là quyển thiếu sót, vậy từ trước đến giờ đều là các thế lực lớn truy đuổi tiêu điểm. Mạnh như huyết ma đao tông như vậy lần nhất lưu thế lực cao cấp, có quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cũng chỉ có một môn mà thôi, như vậy đủ để có thể gặp tiểu thần thông thuật hiếm có trình độ, là biết bao khoa trương. Nguyên vẹn độ 70% trở lên tiểu thần thông thuật quyển thiếu sót, nếu như chúng ta Hoa Thần Tông có thể có được, thực lực mới có thể lên cao một đoạn. Lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Hoa Thần Tông cửu hoang xà bà Long Tôn cặp mắt ngưng nhiên nhìn chằm chằm vậy đài đấu giá, lẩm bẩm nói. Bọn họ Hoa Thần Tông và Huyết Ma Đao Tông tình huống không sai biệt lắm, quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cũng chỉ có một môn, hơn nữa nguyên vẹn độ chỉ có không tới 60%, rất thấp. Cho nên bọn họ mới muốn hết sức tranh một chuyến cái này thiên diễm phần cương. Dẫu sao 70% nhiều nguyên vẹn độ quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, theo 50% nhiều nguyên vẹn độ quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, nơi có uy lực vẫn là kém được có chút xa. Không có ở đây một tầng thứ lên. Thật đúng là 70% nhiều nguyên vẹn độ trở lên quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, xích ô thánh vương tuyệt kỹ sao? Cái này Bắc Khâu phòng đấu giá thật đúng là bỏ được à? Khác một tòa lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương cặp mắt hiện lên quang nhìn vậy trên đài cao, ánh mắt mang thế ở tất được. 70% nhiều nguyên vẹn độ trở lên quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, bọn họ Hạo Thiên Cung không phải là không có, nhưng loại vật này đối với bọn họ mà nói từ trước đến giờ đều là càng nhiều càng tốt. Bởi vì đơn độc một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, thậm chí hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật đều có giới hạn, không phải tất cả mọi người đều có thể học. Cho nên, lúc này là cần số lượng tới chất đống. Môn này không thích hợp, không học được, vậy thì đổi một môn tốt lắm. Năm đại thế lực cao cấp và nội tình, liền thể hiện ở nơi này. Hào! Đây là, vậy Thiên Kình Điện Lâm Vương đột nhiên ra giá. 1.500 khối thượng phẩm linh thạch, hắn nhàn nhạt nói đến, trực tiếp là làm tất cả mọi người đều làm lấy làm kinh hãi. Điên rồi sao, là ai? Lập tức liền tăng giá 500 khối thượng phẩm linh thạch, như thế có tiền sao? Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, thanh âm này hình như là Thiên Kình Điện Lâm Vương. Cái gì, lại là hắn? Hây, muốn mua cũng được đi, một chút liền nói giá 500 khối thượng phẩm linh thạch, đây là linh thạch nhiều đốt tay. Ta xem hắn là muốn trực tiếp là bỏ đi những cái kia tài lực không đủ hùng hậu chứ. Không phải là năm một trong những đại thế lực, quả thật tiền muôn bạc biển à. Những cái kia lầu một bên trong đại sảnh tu sĩ tuyệt đại đa số không trải qua trước một ngày ban đêm, Trần Phi Hào lấy 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, bao tràng rung động cảnh tượng, cho nên lúc này bọn họ đều cơ hồ hoàn toàn là bị Lâm Vương, Hào, dọa sợ. 1.500 khối thượng phẩm linh thạch, đổi coi như là thượng phẩm linh thạch ít nhất là hơn 200 triệu, cái này cái gì khái niệm? Tầm thường tam lưu thế lực sợ rằng cầm cũng không lấy ra được. Mà bây giờ nhiều linh thạch như vậy nhưng chỉ là vì một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật. Nhưng sát theo, đều không cùng bọn họ kịp phản ứng, những cái kia lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong liền truyền đến kịch liệt đấu giá tiếng. 1.600 khối thượng phẩm linh thạch. 1.650 khối thượng phẩm linh thạch. 1.800 khối thượng phẩm linh thạch. 1.900. Giờ khắc này, thượng phẩm linh thạch giống như là ven đường đá như nhau. Căn bản không phải các thế lực lớn vật liệu chiến lược, tiện tay chính là 50 khối, 100 khối hướng lên thêm. Hất ra. À, những người này có phải điên rồi hay không, không phải là một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật sao,
còn như xài như thế thượng phẩm linh thạch. Đầu tiên gặp không ở cái giá này chính là đồ sộ Phiệt Kiếm Tông đại biểu. Hắn nhìn cái này các phe điên cuồng ra giá, thầm mắng một tiếng, chỉ có thể im miệng thối lui ra. 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, đây cơ hồ là bọn họ đồ sộ Phiệt Kiếm Tông thượng phẩm linh thạch số lượng dự trữ một nửa, cho nên cho dù bọn họ lại xa xỉ, có không thể nào lại tiếp tục tranh hạ đi. Ở loại trường hợp này hạ bọn họ đồ sộ Phiệt Kiếm Tông lại thành nghèo rất mồng tơi. Chúng ta kinh giao sẽ cũng không cần, các người yêu ai ai đi. Rất nhanh, đấu giá giá cả nhảy lên tới 2.350 khối thượng phẩm linh thạch, kinh giao sẽ đại biểu vậy không gánh nổi, lựa chọn thối lui ra. Ở hắn xem ra cái này căn bản không là đấu giá, mà là ở đốt linh thạch, ai ăn được tiêu. 2.400 khối thượng phẩm linh thạch, Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương lại lần nữa vững vàng kêu giá nói, nhưng sau đó, hắn nhưng hơi nhíu mày hướng bên người người hỏi, chúng ta tổng cộng có nhiều ít thượng phẩm linh thạch. 3.100 khối, người nọ lau mồ hôi trên đầu một cái giọt, khẩn trương nói. 3.100 khối sao? Kim Luân Vương con ngươi nhanh tránh, lẩm bẩm nói, điều này tựa hồ có chút không đủ à. 2.700 khối thượng phẩm linh thạch, đây là, vậy Hoa Thần Tông đột nhiên một chút tăng thêm 300 khối thượng phẩm linh thạch, tình cảnh một hồi yên tĩnh. Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu sắc gắt gao nhìn chằm chằm đài đấu giá, đây là bọn họ cao nhất giá tiền, nếu như còn có người tiếp tục, không có biện pháp, vậy bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha. 2008, Lâm Vương chậm rãi mở miệng, phá vỡ vậy Hoa Tôn Tiêu sắc niệm tưởng. Hô, Hoa Tôn Tiêu sắc thở một hơi thật dài, cắn răng, nói chúng ta Hoa Thần Tông, thối lui ra. Rào rào, quả nhiên à, tiền muôn bạc biển vẫn là năm thế lực lớn. Hôm nay còn dư lại ở đấu giá, cũng chỉ có Thiên Kình Điện theo Hạo Thiên Cung. Các người nói cái này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật giá cả có thể đạt tới nhiều ít. Ta nghe trước ở Vương Thành, một môn nguyên vẹn độ 60% trở lên quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, bị vỗ ra hơn 3.000 khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Cái này thiên diễm phần cương nguyên vẹn độ cao hơn, cho nên, hẳn sẽ lợi hại hơn chứ. Hơn 3.000 có thể thượng phẩm linh thạch, tê, trời ạ. Lâm Vương, xem ra cái này đến cuối cùng vẫn chỉ có hai chúng ta tranh à. Vậy Kim Luân Vương chậm rãi mở miệng, cười nói, ta ra, 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu bàn về tài lực, Hạo Thiên Cung vẫn là mạnh hơn ra Thiên Kình Điện một đường, bởi vì Hạo Thiên Cung chính giữa không hề thiếu vương cấp luyện đan sư, mà vương cấp luyện đan sư lại là công nhận có tiền nhất đoàn thể. Nếu không Kim Luân Vương cũng không khả năng tùy thời mang hơn 3.000 khối thượng phẩm linh thạch trên người. Hơn nữa, cái này hay là chuẩn bị không đầy đủ dưới. Lâm Vương nghe được cái này ra giá, cũng không khỏi hết ý kiến. Trên người hắn tổng cộng lại, cũng chỉ có không tới 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà bây giờ Kim Luân Vương lại một lần nữa đem giá cả cho kêu chết, không có biện pháp. Lâm Vương ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, Trần Đại Sư, có thể hay không mượn ta chút thượng phẩm linh thạch? 3.100 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp vượt qua hắn, kêu giá 3.100 khối thượng phẩm linh thạch. Trần Đại Sư ngươi, Lâm Vương hơi ngẩn ra, nhìn Trần Phi. Lâm Vương tiền bối, chúng ta làm một đổi trác như thế nào? Ngươi cho mượn ta chút thượng phẩm linh thạch, lại đem cái này thiên diễm phần cương nhường cho ta, thành tựu trao đổi, ta đưa cái này cho các người. Trần Phi quét mắt vậy trên đài đấu giá sừng châu hoang thú cốt, tại chỗ lấy ra một tờ giấy trắng viết viết vẽ. Chỉ chốc lát sau, liền đem hắn đưa cho Lâm Vương. Đây là, người sau nhận lấy vậy giấy trắng chẳng qua là sơ lược nhìn lướt qua, liền ánh mắt co rúm một cái, khiếp sợ lẩm bẩm nói. Đây là khác một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, nguyên vẹn độ 80% trở lên, như vậy, người trở về hẳn đủ báo cáo kết quả chứ? Trần Phi cười nói. Ta, Lâm Vương tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là một cổ não đem hắn thượng phẩm linh thạch túi đựng đồ toàn lấy ra. Đưa tới Trần Phi trước mặt, thần sắc phức tạp nói, Trần Đại Sư, đây là chúng ta Thiên Kình Điện thượng phẩm linh thạch, tổng cộng 2.973 khối, người muốn cảm thấy không đủ, sau đó ta sẽ liên lạc lại điện chủ đại nhân tiếp tế ngươi. Không cần, Trần Phi lắc đầu một cái. 3.150 khối, đây là vậy Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương lại lần nữa kêu giá, cắn răng nói. Mà ở thấy cái này quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật đạt tới giá trên trời. Lầu một trong đại sảnh những cái kia tu sĩ bình thường cũng là hoàn toàn chết lặng. 3.200 khối.
3,200 khối thượng phẩm linh thạch. Vừa nghe đến Trần Phi cái này kêu giá, vậy Kim Luân Vương trực tiếp là lắc đầu một cái, buông tha nói, chúng ta Hạo Thiên Cung, buông tha. Ở trên tay hắn nguyên bản cũng chỉ có 3,100 khối thượng phẩm linh thạch, mà Lâm Vương tuy nói hẳn so hắn thiếu, nhưng là, Lâm Vương lại có Trần Phi trợ giúp, Trần Phi trên tay ít nhất có hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, hắn như thế nào tranh được qua. Hơn nữa hôm nay cái giá này tiêu thăng đến hơn 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, thật ra thì vậy không sai biệt lắm đạt tới cái này 70% nguyên vẹn độ quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, đỉnh trị giá, mua cũng có thể, không mua vậy không việc gì. Dẫu sao bọn họ Hạo Thiên Cung vậy không phải là không có loại vật này, cơ hội lần này không có, chờ lần sau là được. 3,200 khối thượng phẩm linh thạch lần đầu tiên. 3,200 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. 3,200 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ ba. Đồng ý, để cho chúng ta chúc mừng vị khách này, lấy 3,200 khối thượng phẩm linh thạch giá cả, đấu giá lấy được môn này Xích Ô Thánh Vương tuyệt kỹ tiểu thần thông thuật, Thiên Diễm Phần Cương. Theo vậy đấu giá sư trầm bổng, hùng dũng thanh âm ở hội trường này bên trong vang lên, tối nay cái này 10 năm một lần Bắc Khâu hội đấu giá cũng là chính thức hạ màn. Rất nhanh, Trần Phi bị phòng đấu giá nhân viên làm việc dẫn tới phòng đấu giá phía sau đài. Một vị tóc muối tiêu ông già cười híp mắt đem vậy sừng châu hình xương thú đưa tới Trần Phi trước mặt, nói quý khách, đây cũng là vậy Xích Ô Thánh Vương tuyệt kỹ, Thiên Diễm Phần Cương. Cầm đi, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền đem chứa có thượng phẩm linh thạch túi đựng đồ đưa tới trước mặt hắn, nhàn nhạt nói. Lão kia người ngẩn người, chợt lại lộ ra cười híp mắt vẻ, kiểm đều không kiểm tra, liền đem vậy một đống chứa có thượng phẩm linh thạch túi đựng đồ thu vào. Hướng về phía Trần Phi cười nói, quý khách, thấy rằng ngươi ở chúng ta phòng đấu giá tiêu xài đạt tới 1.000 khối thượng phẩm linh thạch trở lên, đây là chúng ta Bắc Khâu phòng đấu giá 4 sao thẻ khách quý, mời thủ hạ ngươi. Vừa nói, lão kia người lấy ra một bản tinh xảo ngọc thẻ, đưa cho Trần Phi, nói, cầm tờ này cấp 4 sao thẻ khách quý, quý khách ngươi ở chúng ta Bắc Khâu phòng đấu giá bất kỳ chi nhánh tiêu xài, cũng có thể có được bát thành dưới ưu đãi. Trừ cái này ra, quý khách người nếu như còn có cái gì những thứ khác nhu cầu, như hỏi thăm tin tức, tìm người tìm bảo các loại, chúng ta đều có thể đời làm, cũng không bị bất kỳ lệ phí nào. Như vậy, ta biết, Trần Phi cười đem vậy 4 sao thẻ khách quý thu vào, xoay người rời đi. Ở trên đường, Trần Phi đem vậy sừng châu hoang thú cốt, cùng với từ đoạn thiên giác vậy lấy được hoang thú cốt đều lấy ra, tụ tập với nhau so sánh một chút, chợt lập tức ánh mắt giật giật, lẩm bẩm nói, thật đúng là chung nhau. Nguyên lai cái này hai khối hoang thú cốt thượng ghi lại tiểu thần thông thuật, lại có thể thật là có cùng nguồn gốc, là một vật. Hơn nữa đem chúng tụng lại, sẽ trả nguyên thành một môn hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật, không bất kỳ không lành lặn, còn sót lại. Thiên Diễm Phần Cương sao? Ta vận khí này ngược lại là thật không tệ. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được bật cười, có chút hưng phấn, tuy nói hắn không thiếu tiểu thần thông thuật, có thể loại này là do chính hắn tự tay lấy được, hôn lấy được. Vẫn là lần đầu tiên. Cho nên sẽ có không nhỏ cảm giác thành tựu. Hơn nữa xem vậy Thiên Diễm Phần Cương nội dung giới thiệu, cái này còn là một môn so với thích hợp hắn tiểu thần thông thuật. Hắn xà tâm địa linh diễm gần đây đã lấy được cực lớn lột xác, uy lực rất mạnh, dùng để thúc dục môn này hệ lửa tiểu thần thông thuật sẽ hết sức thích hợp. Trần Đại Sư, Trần Phi trong lòng mới vừa nghĩ như vậy, bên tai liền truyền đến Lâm Vương thanh âm. Nguyên lai hắn đã đi tới phòng đấu giá bên ngoài. Lâm Vương, Trần Phi hướng về phía Lâm Vương gật đầu một cái, người sau cũng là hướng Trần Phi cười một tiếng, nói, vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật chuyện, ta đã nói cho điện chủ, hắn để cho ta mang câu tới, nói phải cảm ơn Trần Đại Sư ngươi. Dùng hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch liền mua được một môn nguyên vẹn độ 80% trở lên quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, đây tuyệt đối là được lợi lật. Thiên Kình Điện Điện chủ Cửu Long Vương nguyên nhân chính là biết đạo lý này, mới có thể để cho Lâm Vương mang một câu cảm ơn tới. Dẫu sao có thể tiện tay cầm làm xong đúng độ 80% trở lên quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật người, khẳng định, tuyệt đối không phải người bình thường. Cửu Long Vương, Lâm Vương đều hiểu đạo lý này, mới càng ngày càng đối với Trần Phi coi trọng. Cảm ơn cũng không cần, chỉ cần các người còn nhớ được đáp ứng ta sự việc liền tốt. Trần Phi nói. Đó là tự nhiên, Lâm Vương nghiêm sắc mặt, nói Trần Đại Sư ngươi yên tâm đi, chúng ta Thiên Kình Điện Huyền Hồn Vương, hắn thực lực đã đến gần huyền thiên vị đỉnh phong,
hơn nữa hắn còn nắm giữ một môn nguyên vẹn độ 70% trở lên quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, đối phó vậy kình thương chiến vương tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy kình thương chiến vương mặc dù lợi hại, thật là nếu nói, bất quá vậy vẫn là dựa vào một môn quyển thiếu sót tiểu thần đồng thuật chi nghiêm túc mà thôi. Mà bọn họ thiên kình điện huyền hồn vương nhưng không giống nhau, cho dù là vứt đi quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật không nói, hắn thực lực, cảnh giới vẫn là đứng đầu, xa không phải người thường có thể đuổi kịp. Mà đây, cũng là bọn họ thiên kình điện tự tin chỗ. Như vậy tốt nhất, Trần Phi gật đầu một cái, nói, đã như vậy, Lâm Vương tiền bối, vậy chúng ta liền 10 ngày sau tạm biệt chứ. Ừ, Lâm Vương gật đầu một cái. Cáo từ, Trần Phi đi theo xoay người rời đi. Hắn còn có một chút chuẩn bị chưa hoàn thành, cái này 10 ngày thời gian, vừa vặn có thể làm hắn chuẩn bị một chút. Mấy ngày sau đó, đèn đuốc huy hoàng Hoa Thần Tông. Theo danh chấn toàn bộ bên trong vực các loại hoa thịnh hội ngày càng tới gần, cái này Hoa Thần Tông nơi chiếm cứ dãy núi trên, cũng là hoàn toàn náo nhiệt và sôi trào. Sốt cuộc để cho bọn ta đến cái ngày này, ta cùng Yên Nhiên dòng dã mến nhau liền 10 năm, mấy ngày sau, ta nhất định phải cưới nàng. Nhất định phải. Yên Nhiên, Lý Yên Nhiên, ngươi chắc chắn có thể để cho Hoa Thần Tông đem nàng gả cho ngươi. Ta nhưng mà nghe nói, Bắc Đấu Tinh giáo Đổ Thiên cũng đúng nơi này Yên Nhiên tình yêu duy nhất. Ngươi cảm thấy ngươi tranh được qua Đổ Thiên. Ngươi nói xạo, Yên Nhiên là ta. Này, các người nghe nói không, Kình Thương Chiến Vương nghe nói vậy có tham dự lần này các loại hoa thịnh hội. Hoa Thần Tông một vị tên là Bùi Huyền Tình Thánh Nữ. Lại có thể lấy được Kình Thương Chiến Vương đại nhân thân lãi. Thiệt hay giả, người phụ nữ kia vậy thật là tám đời đã tu luyện phúc phận. Kình Thương Chiến Vương nhưng mà huyền thiên vị vương giả, Kình Thương môn đứng đầu, danh chấn Sơn Hà. Thực lực vô cùng, trên vạn người tôn sư, nàng có tài đức gì, lại có thể được loại người như vậy thượng nhân vật thân lãi. Không quá ta nghe nói vậy Bùi Huyền Tình tựa hồ có chút không đồng ý. Không đồng ý. Ngươi nói là đối với Kình Thương Chiến Vương, điều này sao có thể, không thể nào. Mịn đèn đuốc giống như đom đóm vậy trải rộng tràn đầy núi khắp nơi, mặc dù đêm đã khuya, thế nhưng Hoa Thần dãy núi bên trong náo nhiệt và huyên náo nhưng căn bản cũng chưa từng nghe qua. Tất cả mọi người đều đang nghị luận đếm ngày sau tỉnh lỵ, trăm hoa đua nở, cũng có người xì xào bàn tán tin đồn, làm người ta hô to không thể nào. Dẫu sao Kình Thương Chiến Vương đó là thân phận bực nào tầng thứ tôn quý người trên người hùng chủ. Danh chấn núi sông nhân vật lớn, bất kỳ người phụ nữ, nếu là có thể đạt được hắn thân lãi, đây tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc phận, quả quyết không có không chấp nhận, mất hứng đạo lý. Có thể bọn họ lại nơi nào biết, lúc này, ở đó Hoa Thần Tông nội bộ chỗ sâu, một tòa tên là Gió Nứt Gia Cốc, bên trong cấm địa, khổng lồ thạch đỉnh tủng nhiên đứng, lẻ loi nhà lá chĩa vào thấu xương gió lạnh. Mơ hồ gian phóng thích người chút làm người ta rợn cả tóc gáy cô độc, lạnh như băng. Mà ở đó nhà lá bên trong, một đạo xinh đẹp ảnh yên tĩnh rúc lại một đoàn, hai tay ôm chân, cho người cảm giác đáng thương lại đau lòng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Một hơi một tí, chỉ có nam y mâu chính giữa khi thì dâng lên gợn sóng, mới chứng minh lòng của nàng lúc này trong, thật ra thì cũng không bình tĩnh. Lão công, người vẫn khỏe chứ? Từ nàng trong miệng ác mộng vậy khạc ra như vậy thanh âm. Càng làm cho người cảm giác đau lòng. Nếu có lựa chọn, có lẽ nàng ban đầu liền tuyệt sẽ không theo Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn đi tới nơi này. Tuy nói đi tới nơi này sau đó, nàng trở thành rất nhiều sư tỷ sư muội hâm mộ tông môn ba đại thánh nữ, cũng trở thành tu sĩ bình thường khát vọng vô cùng, vậy hâm mộ liên thiên chân quân cảnh tồn tại. Thậm chí, nàng còn chiếm được vị kia huyền thiên vị vương giả nhân vật thân lãi, đây là bao nhiêu người cho rằng phúc từ trên trời hạ xuống. Hâm mộ đến mức tận cùng mà không có thể được chuyện tốt. Là tích toàn mấy đời hành thiện tích đức phúc phận. Có thể những thứ này đối với hiện tại nàng mà nói, thật là đã nửa điểm sức hấp dẫn cũng không có. Nàng hoài niệm. Ban đầu theo Trần Phi ở chung với nhau cuộc sống. Mặc dù khi đó nàng không có phát hiện ở tu vi, không có thân phận bây giờ, càng không có vị kia cái gì Kình Thương Chiến Vương thân lãi, nhưng mà, vậy nhưng là nàng đời này vui sướng nhất thời gian. Trong lòng nàng thích người, là Trần Phi. Nhưng hôm nay, nàng cùng Trần Phi khoảng cách nhưng nguyên lai vượt xa xôi, càng ngày càng lớn. Bùi Huyền Tình hung hăng bóp nặn mình trắng bệch ngón tay, móng tay nhọn đâm lòng bàn tay làm đau. Ừ, đây là, nàng chân mày to đột nhiên nhíu một cái, quát lạnh, ai? Nếu đã tới,
cần gì phải như thế lén lén lút lút. Đi ra đi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta, có chút ý tứ. Ngay tại Bùi Huyền Tình tiếng quát lúc rơi xuống, một đạo rắt cười lạnh già nua tiếng chậm rãi xuất hiện ở đây u ám ban đêm, sau đó, một đạo còng lưng bóng người chính là xuất hiện. Là ngươi, Bùi Huyền Tình thấy người nọ ánh mắt lập tức là rụt một cái, bởi vì, người nọ không phải người khác, chính là Kình Thương Chiến Vương tay trái tay phải, Kình Thương Môn Đại Thiên vị đỉnh cấp người, Lạc Thu Bạch. Ở nơi này dầm mưa dãi nắng liền nhiều ngày như vậy, vẫn là không có tỉnh ngộ sao. Ha ha, nếu không phải đại nhân đối với ngươi thật để ý, ngươi loại này không tán thưởng đồ đê tiện, lão phu bây giờ liền muốn một cái tát đập chết ngươi. Lạc Thu Bạch ánh mắt âm lãnh nhìn Bùi Huyền Tình, nói. Bùi Huyền Tình thân thể mềm mại run lên, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, không lên tiếng. A, à, không nói lời nào. Nhìn Bùi Huyền Tình vậy ở đèn đuốc rũ xuống quật cường gò má, Lạc Thu Bạch cười lạnh cười, đột nhiên lời nói ra kinh người, nói, ngươi như vậy, là bởi vì là tên kia kêu Trần Phi ngoại vực tên nhà quê chứ. Đột nhiên nghe được vậy thanh âm quen thuộc, Bùi Huyền Tình gò má chính là chợt biến đổi, hốt hoảng nói, ngươi nói nhăng gì đó. Cái gì Trần Phi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bùi Huyền Tình, lão phu không phải người ngu, ngươi cảm thấy ta nếu như không chắc chắn, sẽ đến và ngươi nói những lời nhảm nhí này sao? Lạc Thu Bạch châm chọc nhìn Bùi Huyền Tình, nói. Ta, Bùi Huyền Tình môi đỏ mọng giật giật, trong lòng tràn đầy đắng chát, cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu khẽ thở dài tiếng, nói thả qua hắn, ta liền đáp ứng và Kình Thương Chiến Vương đại nhân sự việc, nếu không các người nếu như động hắn một tia một chút nào, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các người một cái, ta thi thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền